Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ánh trăng cổ xưa tĩnh lặng như nước có thể gột rửa tâm hồn làm dịu tâm tính mà khi vầng trăng cổ xưa chiếu vào sự tồn tại mà nó ghét ánh trăng tĩnh lặng sẽ lập tức biến thành sát ý điên cuồng nhất khoảnh khắc mũi tên bay tới ánh trăng theo sau nó như một cái bóng giống như một giải duy băng bạc đan sen trong khoảng không tối tăm vô tận tia thần niệm cuối cùng của linh hồn bộ thủ đã cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ và cố gắng thoát khỏi sự truy vết từ mũi tên tuy nhiên cho dù nó vận dụng các quy luật thời gian và không gian như thế nào để bóp méo không gian thì tất cả cũng đều là dã chàng xe cát biển đông. Vào giây phút cuối cùng, thần niệm của linh hồn bộ thủ hiển hóa thành hình dạng con người, tức giận mở to đôi mắt ra, muốn nhìn rõ xem thứ gì đã giết chết hắn ta, làm được một việc mà ngay cả thiên đạo cũng không thể làm được. Mũi tên bắn thủng lồng ngực của linh hồn bộ thủ, biến thành một con rắn đen trong lồng ngực hắn ta, cắn nát phần linh hồn cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó, một tia ánh trăng chiếu lên người của linh hồn bộ thủ phong tỏa hoàn toàn mọi không gian của hắn ta anh ta không thể cử động chỉ có thể mở to đôi mắt giận dữ và sợ hãi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt trong khoảng không một người phụ nữ mặc đồ đen men theo ánh sáng mặt trăng mà từng bước đến gần khi cô bước đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá một lượt rồi nhìn sang một khoảng không khác linh hồn bộ thủ cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết người tự coi mình là người trí tôn nhất sau thiên đạo từ khi nào lại bị người khác phất lờ một cách trần trụi như vậy? Người rốt cuộc là ai? Linh hồn bộ thủ hỏi. Ma đạo A à Lê, linh hồn bộ thủ như còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, con rắn đen trong lòng cuối cùng cũng đã nuốt chửng toàn bộ linh hồn của hắn, mà ánh trăng chiếu trên người hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, cuối cùng đốt cháy luồng thần niệm của hắn thành cho bụi, cát bụi lại trở về với cát bụi, một kẻ chủ quát tháo khắp hồn giới, sau khi trốn chạy khỏi vô số kiếp nạn sinh tử bị Thái Sơ Nguyệt Thần, Ale chặt đứt mọi sinh cơ cuối cùng. Sau khi tiêu diệt linh hồn bộ thủ, Ale đi đến trước mặt tôi. Ngẩng đầu nhìn Bạch Thắng Tuyết còn đang bị kinh ngạc và sợ hãi, Ale khẽ mỉm cười và hành lễ đệ tử với tôi. Ale bái kiến ma tổ sư. Chương 1470, một người một cờ. Lần nữa gặp lại Ale, mọi thứ vẫn vậy nhưng người đã thay đổi. Ai rồi cũng thay đổi nhưng ai cũng muốn giữ lại dáng vẻ trong quá khứ tôi sẽ không bao giờ quên một thiếu nữ tộc đông di với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng lấp lánh cũng như tôi sẽ không bao giờ quên chính mình khi trẻ lúc vẫn còn ngu ngơ có được càng nhiều thì thứ mất đi cũng sẽ càng nhiều nếu tôi có thể lựa chọn tôi thà rằng không biết gì về đạo pháp thà rằng không phải vĩnh hằng quân chủ cũng chẳng có kiếm vạn thiên sấm ngữ gì chỉ mong có thể trở về thời đại mạt pháp thiên hạ thái bình a à lê trước mắt đây không còn là thiếu nữ tộc đông di nữa cũng chẳng còn là nguyệt thần thánh khiết nữa cô đã hóa thân thành mặt trăng cổ xưa cũng đã thức tỉnh mặt thần tính thứ ba của ánh trăng nắm chủ được sức mạnh của cuồng loạn và tốc độ tôi không biết sức mạnh chiến đấu của a lê mạnh bao nhiêu nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành kẻ thù của cô ấy vào một đêm trăng sáng sát ý ẩn nấp trong màn đêm những mũi tên luôn được bắn vào thời điểm trí mạng nhất linh hồn bộ thủ có thể tồn tại hàng ngàn vạn năm giữa sự thống trị của thiên đạo và pháp tắc thiên địa nhưng cuối cùng lại không thể sống sót dưới mũi tên của a lê có thể tuy nói là cái chết của linh hồn bộ thủ là do tôi phá quân hộ pháp thiên tôn và thùy hỏa cùng nhau bày ra sát cục này nhưng nếu không có một tên cuối cùng này của a lê mọi thứ sẽ trở nên vô ích sự xuất hiện của a lê đã khiến bạch thắng tuyết kinh ngạc không thôi cô ấy cũng là đệ tử ma đạo của ngươi à bạch thắng tuyết nhìn tôi hỏi với vẻ mặt không thể tin được đúng vậy thái sơ nguyệt thần thái sơ tử thần còn có đại sát tướng như phá quân đây ma đạo rốt cuộc là một ma đạo như thế nào người có thể tạo ra ma đạo lại là sự tồn tại như thế nào? Bạch Thắng Tuyết vừa như hỏi, lại vừa như đang tự lẩm nhầm một mình. Đạo thần tuy rằng toàn năng, nhưng cũng không thể so với đạo tổ được. Tôi trực tiếp khẳng định, không, ta không tin điều đó. Đương nhiên ngươi không cần phải tin, bởi vì trong lòng ngươi, ngay cả thiên đạo cũng không thể vĩ đại hơn đạo thần bao nhiêu. Nhưng dù đạo thần có vĩ đại đến đâu, cũng chỉ mình ngươi là nghĩ như thế. Còn đạo tổ của bọn ta, thần ma cửu thiên thập địa đều phải né tránh, khi sống lẫn lúc chết đều được ghi nhớ. Nếu đạo tổ sống lại, chỉ với một câu nói của ông ấy, ta nguyện ý vì ông ấy đổ đến giọt máu cuối cùng, dù rằng thần cách sẽ bị tổn hại, thần hồn sẽ bị tiêu diệt. Nghe được lời tuyên thể của tôi, Bạch Thắng tuyết trầm mặc một hồi. Trong khi cô ấy im lặng, Thùy Hỏa cùng phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đã phá vỡ phong tỏa hồn giới và tiến về phía chúng tôi. Đây là lần đầu tiên A Lê gặp phá quân, mặc dù đã thức tỉnh thần cách của Thái Sơ Nguyệt Thần, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng cung kính, Bước tới trước mặt phá quân hộ pháp Thiên Tôn, cúi phần đầu xinh đẹp của mình xuống, hành lễ đệ tử, nói: "Ma đạo A Lê bái kiến phá quân hộ pháp Thiên Tôn." "Phá quân, bái kiến Thái Sơ Nguyệt Thần." Phá quân hộ pháp Thiên Tôn duyên dáng, phóng khoáng đáp lại. "Phá quân là tín ngưỡng của các đệ ma đạo, địa vị của không kém gì đạo tổ." Đây là lần đầu tiên A Lê và phá quân hộ pháp Thiên Tôn gặp nhau, mặc dù cả hai đều rất tò mò về đối phương nhưng cũng không nói gì nhiều. Có một số người, khi họ ở xa bạn bạn sẽ cảm thấy rất gần gũi, nhưng khi họ ở rất gần bạn, bạn sẽ cảm thấy xa ngoài tầm tay. Cũng giống như mặt trăng, mặt trăng trên trời cao giống như một chiếc đĩa ngọc trắng muốt, đẹp đến mức khiến người ta khao khát sở hữu, nhưng khi đã có được thì chỉ là một quả cầu phát sáng lạnh lẽo và trơ trụi. Trên thực tế, để thay đổi những điều này rất đơn giản, tất cả chỉ cần một trận chiến sinh tử này lửa. Kỳ viết vô y, giữ tử đồng bào, một phá quân thực sự chỉ tồn tại trên chiến trường, chỉ trong những trận chiến sinh tử mới bộc lộ được bản chất thực sự của một vị tướng sát nơi chiến trường, cũng như niềm kiêu hãnh của một đệ tử của con đường ma quỷ. Sau khi tỏ lòng tôn kính với phá quân, A Lê đã đi đến bên cạnh Thùy Hỏa và nói một cách kính trọng và ân cần, bái kiến tử thần bệ hạ. Ta cùng ngươi đều là thần linh thái sơ, cần gì phải hành đại lễ bái ta? Thùy Hỏa bình tĩnh đáp lời, mặt trăng là biểu tượng của thái âm, chính vì A Lê đã thức tỉnh mặt trăng cổ xưa, nên mới hiểu được uy lực mà tử thần bệ hạ đang nắm giữ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận ta. Nếu không phải khi xưa ta ra tay tước đoạt một phần sức mạnh của mặt trăng cổ xưa, lúc đó vĩ đại chi thần sẽ không bao giờ phong cấm ngươi được. Thùy họa trầm giọng nói, mặc dù vĩ đại chi thần lúc bấy giờ trưởng quản hai đại thánh thú là U Huỳnh cùng Trúc Chiếu, nhưng mặt trăng cổ xưa đã lập tức hóa thành thiên nhiên ngay sau khi hình thành và trở thành một phần của pháp tắc của đất trời lúc bấy giờ, ảnh hưởng đến vạn vật sinh linh, giáng xuống tai họa, định đoạt vận mệnh tốt xấu, vĩ đại chi thần chẳng có chút dấu hiệu nào là đối kháng lại cả. Cuối cùng, vĩ đại chi thần không thể không tìm đến thái sơ tử thần, dùng bàn tay của tử thần để làm suy yếu sức mạnh của mặt trăng cổ xưa, sau đó mới miễn cưỡng cân bằng được sức mạnh điên cuồng của cổ nguyệt, điều này cũng đặt ra nền móng cho sự phong cấm tiếp theo. Tất nhiên, sự việc quá khứ này liên quan đến thái sơ nguyệt thần và thái sơ tử thần, nhưng lại không liên quan gì đến A Lê và Thùy Họa. Hơn nữa, vĩ đại chi thần lúc đó thực sự có thể được gọi là người bảo vệ thế giới, địa vị của ông trong thế giới cổ đại giống như cửu u nữ đế vậy, bảo vệ tất cả chúng sinh. Khi đó, tử thần không phải chị, nguyệt thần cũng chẳng phải em, những điều cổ xưa đó không liên quan gì đến chị và em của hôm nay. A à, Lê nói, ha ha, nhà đầu người bây giờ cũng biết già mồm rồi, nếu như đã biết không liên quan gì đến ngươi và ta của bây giờ, vì sao còn gọi ta là tử thần bệ hạ. Thần cách không thể vượt giới hạn, lễ nghi đi trước, tình cảm gia đình theo sau. Chị Thùy Hỏa, thấy chị và anh Tạ Lan ở bên nhau, em thật sự rất vui. A Lê khôi phục là sắc mặt của trước kia nói nếu như người đi cùng anh ấy không phải ta mà là chủ mẫu của các ngươi Mộ Dung Nguyên Duệ thì sao Thùy Hỏa như cười như không hỏi ngược lại cái này con người A Lê không sâu sắc như vậy một câu hỏi đã bị cứng họng đúng vào lúc này phá quân hộ pháp Thiên Tôn thở dài nói nếu như lúc đó không phải ta quá ghen tị với em mờ Cửu U sao ta và ông ấy lại có kết cục như thế này chứ có loại cố chấp đến cuối cùng cũng chỉ tổn thương bản thân mình có thể khiến cho phá quân hộ Pháp Thiên Tôn mắt không chứa hạt cát có thể nói ra những lời như vậy thật không phải dễ dàng. Thế nhưng, sự tổn thương tình cảm giữa bà ấy cùng đạo tổ, tính toán kỹ càng, quả thực là thua dưới sự cố chấp. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Thùy Hỏa đã học được một bài học, nhưng tạ Lan làm sao có tư cách so sánh với đạo tổ chứ? Thùy Họa nói, nghe Thùy Họa nói như vậy, phá quân liếc nhìn tôi rồi nói, sự vĩ đại của tạ Mặt Lăng chỉ nằm ở việc ông ấy là người đầu tiên vực dậy cờ chiêu hồn của ma đạo, mà sự vĩ đại thực sự là người luôn mang theo cờ chiêu hồn đi đến cuối con đường. Thùy họa vẻ mặt nghiêm nghị, buột miệng nói tiền bối, người cảm thấy tạ lan có thể đi đến cuối cùng sao? Có thể đi đến cuối cùng hay không, không phải nằm ở cậu ta, mà nằm ở chúng ta. Điều ta lo lắng nhất là, là gì thế, cậu ta sẽ giống với mặt lăng vậy, một mình đi đến cuối cùng. chương 1471, thế nào là vĩnh hằng? Lời nói của phá quân khiến sắc mặt Thùy hỏa hiện lên nét u sầu. Cô ấy bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi không chút do dự, nhìn tôi một cách kiên định và nói, khi chúng ta kết hôn, chúng ta đã hứa với nhau, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Em hy vọng anh có thể làm được. Được, Thùy Hòa, tôi trả lời, vậy thì tốt, thiên đạo lại có gì đáng sợ chứ, hư không đại quân thì đã thế nào? Chúng sinh hữu tình, thiên đạo vô tình. Trước khi vội đến giúp chúng tôi tiêu diệt linh hồn bộ thủ, A Lê đã du ngoạn trong hư không vũ trụ trong một thời gian dài và đến thăm nhiều đấng trí tôn sống tạm bỡ giữa thiên đạo và pháp tắc trời đất. Tình hình cũng không khác nhiều so với chúng ta, mặc dù A Lê đã triệu tập chúng ta dưới danh nghĩa mặt trăng cổ đại, nhưng ông ta đã không thể giành được đồng minh cho cuộc chiến thiên đường của chúng ta. Quá khứ luôn thuộc về quá khứ, sau khi chứng kiến sự vĩ đại của vĩ đại chi thần, những đấng chí tôn còn sống sót này không còn ý định phản kháng, huống hồ gì thiên đạo còn có một thân phận khác, hư không đại quân. Vì vậy, nguồn lực chiến đấu trong trận chiến này của thiên đạo chỉ có thể đến từ nhân gian a lê nói với chúng tôi rằng nhân gian đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu tạ lưu vân công chúa đắc kiều tử dục nữ đế và những người khác đã rời khỏi nhân gian còn tuyết dương thì sao thùy họa hỏi theo tin tức em nhận được trong hư không sư phụ của em đã thức tỉnh tham lang kim ngao rời khỏi nhân gian rồi nghe những gì a lê nói phá quân hộ pháp thiên tôn thở dài một hơi sự thức tỉnh của tuyết dương đồng nghĩa với việc tham lang hộ pháp thiên tôn đã bị xóa sổ khỏi đất trời rồi. Với sức mạnh của thái sơ tử thần của Thùy Họa, có thể giúp phá quân trùng tụ cơ thể hy di mà tái sinh, thì cũng có thể giúp tham lang hộ pháp thiên tôn tái sinh với cách thức tương tự. Là tham lang hộ pháp thiên tôn đã từ chối sự tái sinh, lựa chọn hợp nhất với thần cách của tuyết dương và thức tỉnh tham lang kim ngao. Tham lang kim ngao là một trong những thánh thú hàng đầu trong vũ trụ vĩnh cửu, có thể sánh ngang với u huỳnh cùng trúc chiếu, nếu Tuyết Dương có thể đánh thức huyết mạch của tham lang kim ngao, sức chiến đấu của cô ấy sẽ một bước lên mây và đứng ở đỉnh cao của trí tôn. Từ lâu trước đó, cửu U Nữ Đế đã nói qua, thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Tôi từng nghĩ rằng chúng sinh ám chỉ tất cả chúng sinh trong vũ trụ, bao gồm cả thái cổ tam giới, bây giờ có vẻ như chúng sinh này ám chỉ tất cả chúng sinh trong lục đạo nhân gian. Toàn bộ thái cổ tam giới đã bị tiêu diệt, và những đấng chí tôn sống sót từ thế giới cổ xưa cũng không có ý định can thiệp vào cuộc đối đầu giữa thiên đạo và pháp tắc đất trời, ngoại trừ Nam Hoa với một thân phận bí ẩn. Về thân phận của Nam Hoa, trong lòng tôi và Thùy Hỏa đều có suy đoán, nhưng đều không muốn nói ra. Bởi vì chúng tôi lo lắng một khi nói ra sự thật, Nam Hoa sẽ thật sự biến mất. Tạ Lưu Vân, Tuyết Dương và những người khác đều đến đây nên nhóm của Côn cũng phải hành động. Nghĩ đến đây, tôi hỏi, A Lê, Côn đã có hành động gì chưa? khi em rời đi thì vẫn chưa phát giác ra sự tồn tại của côn nhưng em nghĩ chuyện liên quan đến côn đại nhân nữ đế chắc chắn sẽ có sự sắp xếp nhắc đến nữ đế thì không thể không nhắc đến thân phận hiện giờ của bà ấy người nắm giữ lục đạo luân hồi và là hóa thân của vận mệnh ai có thể ngờ rằng sự lựa chọn cuối cùng của vận mệnh lại là dung nhập vào luân hồi vận mệnh đã trao tương lai cho tôi và trao sức mạnh vận mệnh cho nữ đế tất cả những phỏng đoán của chúng tôi về vận mệnh trong quá khứ đều sai cả có lẽ không thể gọi bà ta là người nắm giữ sự nhân từ nhưng so với thiên đạo thì bà ta công bằng hơn pháp tác trời đất đã cung cấp không gian sống cho chúng sinh còn vận mệnh đã cung cấp trật tự luân hồi cho chúng sinh cả hai đều không thể thiếu không có không gian ổn định tất cả chúng sinh không thể tồn tại nếu như không có luân hồi tất cả chúng sinh vẫn sẽ rơi vào vực sâu diệt phong nhân quả vô tận sự luân hồi vô tận mới là chân tướng tối thượng của thế giới và thậm chí của toàn bộ vũ trụ sự tồn tại căn cơ của pháp tắc trời đất không bao giờ thể hiện cho sự tồn tại của ý chí, vận mệnh chỉ tồn tại trong vô định, dù có làm gì thì cũng làm một cách cực kỳ ẩn giấu, cũng vì thế mà phải trả giá cho việc mình làm. Nếu không phải vận mệnh trao lại tương lai của thế giới cho tôi, làm sao bà ta có thể dễ dàng bị thiên đạo ép phải nhảy xuống vực thẳm hủy diệt. Tính toán thời gian, đã đến lúc côn hóa bằng rồi. Thùy Họa nói, đúng vậy, quả thực em rất muốn xem xem bằng là sự tồn tại như thế nào. A à Lê nói, ngay từ khi biết côn có thật tất cả chúng tôi đều có những ảo tưởng riêng về bằng hóa bằng là nhân quả của côn ở nhân gian giờ đây đã trở thành niềm hy vọng của tất cả chúng sinh trên thế giới bởi vì thế giới nhân gian mà chúng ta đang sống là nhờ bằng mang vác từ thiên ngoại về khi thiên đạo diệt thế là lúc côn hóa bằng không biết nó sẽ dẫn chúng sinh đi đến đâu nữa rời khỏi hồn giới chúng tôi tiếp tục hướng đi tới thiên đạo tri quốc thiên lộ đầy bí ẩn và khó đoán Du hành vô tận trong các đường hầm thời gian và không gian ở vô số vị diện thế giới. Thời gian đã trở nên vô nghĩa và không gian thì không thể đo lường được. Thay vì bảo rằng chúng tôi tìm đường đến thiên quốc, chẳng thà nói chúng tôi đang đo lường toàn bộ vũ trụ, chạm tới phần rìa của vũ trụ. Tuy nhiên, vũ trụ thực sự rộng lớn và vô tận, nó mạnh hơn bọn tôi và không thể tùy tiện đo lường bằng thần niệm. Tôi chỉ có thể nhìn thấy sự bao la của các ngôi sao và vẻ đẹp của tinh vân mặc dù có những vết nứt vực thẳm đáng sợ và những vị diện thế giới nơi cái ác được sinh sôi nhưng bản thân sự đối lập giữa thiện và ác cũng là một loại cân bằng càng chứng kiến sự huyền bí và bao la của vũ trụ tôi càng khó hiểu trước những hành động của thiên đạo tại sao lại muốn diệt thế tại sao lại không thể cùng tồn tại với pháp tắc thiên địa tạ lan anh có sự khó hiểu này chỉ vì nhân sinh của anh không đủ dài đằng đắng khi tôi hỏi vấn đề này thùy họa liền đáp lại như vậy anh hiểu ý của em điều em muốn nói là nếu thời gian trôi đi đủ chậm mọi sự tồn tại sẽ trở thành bong bóng sự tồn tại càng chân thực thì càng viển vông tôi nói đúng vậy trong mắt thiên đạo hỗn độn hư không mới là vĩnh hằng diệt thế mới là hiện thực còn trong mắt em thì sao tôi hỏi thùy họa không trả lời ngay thật lâu sau mới lắc đầu đáp em không biết so với thiên đạo em sống chưa đủ lâu cũng chưa từng chứng kiến vô số sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ nếu hư không và hủy diệt là câu trả lời cuối cùng của vũ trụ thì thà là em không bao giờ sống đến lúc nhìn thấy ngày đó. Chương 1472, ký ức đạo tổ. Xương mù xám xịt, chết chóc, màn đêm không có cảnh sắc, chỉ có hắc ám vô tận. Mơ hồ nghe được tiếng thủy triều, đưa mắt nhìn quanh lại chỉ thấy một mảng hư vô. Xuyên qua mấy vạn dặm hư vô, một ngày này chúng tôi đã tới được vùng xám xịt mà chúng tôi chưa từng trải qua. Cái gọi là khu vực xám xịt là những khoảng không vũ trụ nằm ngoài tầm kiểm soát của quy luật thiên địa, đồng thời cũng có thể là cấm địa vũ trụ cấm địa không thể chạm vào, nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào vực thẳm vô tận, bị hư không nuốt chửng hoàn toàn. Đây là vực sâu thật sự, đứng bên bờ vực thẳm liền cảm nhận được nỗi kinh hoàng ẩn chứa bên trong, nội tâm dậy lên từng đợt sóng trào, cho dù là bậc trí tôn tới nơi này thì cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm tình. Em mờ dương đã tắt, hỗn độn không tồn tại, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương, sự ám ảnh từ chết chóc và hủy diệt. Tôi cố mở rộng thần niệm tiến vào bóng tối ở phía trước, nhưng thần niệm cứ biến mất từng tấc từng tấc, tựa như nén hương sắp tàn chúng tôi vẫn đang tìm kiếm con đường thiên đạo nhưng những manh mối đã biết lại đưa chúng tôi tới đây rồi không còn con đường nào nữa đây là đâu tôi đưa ra câu hỏi nhưng không có ai cho tôi đáp án phá quân hộ pháp thiên tôn và thủy hỏa đều im lặng A Lê cố gắng dùng ánh trăng để chiếu sáng trong bóng tối nhưng đều vô ích ta không biết đây là đâu nhưng ta biết nhất định có người biết Bạch Tinh Tuyết nói ai, đạo thần, chư thần không phải toàn năng đạo thần không gì không thể. Bạch Tinh Tuyết cho tôi gợi ý, tôi lập tức dùng thần hồn tiến vào huyền quan, tìm kiếm thần niệm phản chiếu cuối cùng của đạo thần, chính là cho tàn của linh hồn ông. Huyền quan không tìm thấy thân ảnh của đạo thần, tôi bước vào cung vô danh, nhìn thấy đạo thần thân mặc đạo bào ngồi khoanh chân ở giữa thần điện. Đạo thần nhắm mắt, thương thiên tặc nằm trên đầu gối, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc tới nói, tôi thấy đạo thần hơi cao mày rồi từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, tựa như có thể nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm hồn và nhìn thấu cả thần niệm. Tôi không né tránh, thoải mái để ông nhìn tôi. Một lúc sau, đạo thần rời mắt, đứng dậy thở dài, quả nhiên, tầm nhìn của hắn so với ta tốt hơn nhiều. Ngài đã khôi phục được ký ức của đạo tổ chưa? Tôi hỏi, từ khi ta tiến vào cung vô danh đã biết hắn là người thế nào? Tất cả ký ức của hắn đều được bảo tồn bên trong cung điện này. Tiếc là, cho dù ta có lục soát tất cả ký ức của hắn, cũng không tìm được quan hệ giữa hắn và ta. Có ý gì, ta là ta, hắn là hắn, có lẽ chúng ta là hai người không có quan hệ gì với nhau. Không thể nào, Thiên Tặc Tinh chỉ có một vật chủ, tôi nói, quả thật Thiên Tặc Tinh chỉ có một vật chủ, nhưng ngươi lại quên một việc. Cái gì? Trên thế giới không chỉ có một Thiên Tặc Tinh, trong vũ trụ của chúng ta có Thiên Tặc, bên ngoài vũ trụ cũng có Thiên Tặc tương tự. Ta hoài nghi đạo tổ của các ngươi giống như Thiên Đạo, đều tới từ bên ngoài vũ trụ. Đạo Thần nói, cái này nghe có chút huyền huyễn ngài định thuyết phục ta thế nào về thân phận của đạo thần và đạo tổ thùy hòa từng giải thích bằng giọng của tử thần đương nhiên tôi sẽ nghiêng về lời của thùy hòa thuyết phục ngươi rất đơn giản nếu ta là đạo tổ của ngươi tuyệt đối không thể bại dưới tay thiên đạo tôi lập tức im lặng rơi vào trầm tư nguyên nhân đạo thần vẫn lạc là vì ông có ý định đánh cắp thần cách của vị thần vĩ đại sau đó rơi vào hư vô vô tận rồi tự sát nếu như đạo thần và đạo tổ là cùng một người ông sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy bởi vì đạo tổ tôn trọng mọi sinh mệnh tất nhiên bao gồm cả chính mình cái gọi là chết đi mới là bản chất thật sự của con người chẳng qua chỉ là một câu nói lời mình dối người mà thôi dù có chết trăm ngàn lần ta cũng không thể thoát khỏi vực sâu hư vô của thiên đạo đừng nói tới chuyển hóa và tái sinh thành tạ mạt lăng các ngươi đã đánh giá thấp thiên đạo cũng đánh giá thấp về hắn đạo thần nói nhưng bằng chứng đâu tôi hỏi được nếu ngươi nhất quyết muốn chứng cứ ta liền cho ngươi chứng cứ nói xong đạo thần đi tới trước mặt ta nói thân phận hiện tại của ngươi là vĩnh hằng kiếm chủ kiếm đạo chủ sát ngươi dùng kiếm hành lễ với ta nếu ta là đạo tổ của các ngươi ta xứng với một lạy của ngươi nếu ta không phải một lạy của ngươi sẽ khiến ảnh thần của ta phân tách không một lối thoát tôi có chút do dự mặc dù có hoài nghi về suy luận của đạo thần nhưng tôi thật sự sợ đạo thần sẽ bị phân tách ảnh thần đạo thần đã giúp tôi thu phục thương thiên tặc đó là ân huệ lớn với tôi trong trận chiến sau đó với thiên đạo tôi vẫn còn ủ sẵn kế hoạch với đạo thần, hy vọng ông có thể ở trong huyền quan của tôi, cùng tôi chiến đấu với thiên đạo. Thấy tôi do dự, đạo thần nói, người sợ cái gì? Có thương thiên tặc ở đây, cho dù ảnh thần phân tách, người cũng không giết được ta. Được, tôi chỉnh lại trang phục, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, quỳ một gối. Một gối quỳ xuống, đạo bào trên người đạo thần bắt đầu gợn sóng, áp lực vô hình khiến đạo bào tựa như bị gió mạnh thổi bay, tay áo cũng phát ra tiếng phất phơ. Sau đó, hai tay tôi cầm kiếm hạ chân còn lại xuống khoảnh khắc đầu gối chạm đất thân hình đạo thần chợt run lên như bị đánh mạnh một trường tôi chưa kịp phản ứng khi nhìn lên lần nữa thì nhìn thấy ảnh thần của ông đã tách rời trước mắt chỉ có thương thiên tạc đang run rẩy dữ dội tôi vội đứng dậy giọng nói của đạo thần từ trong thương truyền ra giờ thì ngươi tin ta rồi vâng thiên đạo sở dĩ không thể làm gì đạo tổ một là vì quy luật thiên địa vận mệnh đang kiềm chế hắn nguyên nhân thứ hai là đạo tổ của các ngươi căn bản không phải người của thế giới này thiên đạo có thể khống chế hết thảy chỉ là không thể làm gì được hắn vậy thì thiên đạo cuối cùng đã đoán được nguồn gốc thân phận của đạo tổ chưa tôi hỏi nếu hắn đoán được mà đạo làm sao có thể ống sót tới bây giờ ai đây chính là chỗ mà ta thua kém hắn thiên đạo cũng giống ngươi cho rằng tạ mạt linh chính là ta khi chuyển kiếp mọi người đều biết ta là đạo thần sớm đã là kẻ thay thế vô hình cho người khác giọng đạo thần có chút u sầu cảm ơn đạo thần đã hóa giải nhầm lẫn chúng ta hiện tại cùng hội cùng thuyền cần gì cảm ơn ta nói đi ngươi lần này tới huyền quan tìm ta là có chuyện gì mời đạo thần ra khỏi huyền quan của ta cho chúng ta một vài manh mối mở thần đình đi thần hồn thu về tôi mở huyệt thần đình sau đó một chùm sáng nhanh chóng bay ra ánh sáng lưu chuyển biến đổi từ thương thiên tặc thần niệm của đạo thần được cất giữ trong cây thương vực thẳm đen tối trước mặt có thể nuốt chừng cả thần niệm của ông nhưng lại không thể làm gì với thương thiên tặc ông điều khiển thương thiên tặc xuyên qua tựa như sao băng vụt qua màn đêm biến mất không một dấu vết sự chờ đợi kéo dài rất lâu cho tới khi thất tinh thần từ trong vực thẳm tối tăm hiện lên rất nhanh biến thành chín sao sự sắp xếp của cửu tinh thần hệt như cửu tinh bắc đầu bắc đầu hiện hình phan xương hiện hình nam đầu hiện hình sau đó tam viên nhập vị tử vi đế tinh tỏa sáng rực rỡ vốn là vực sâu tăm tối cùng vùng biển chết chóc, sau khi ánh sáng chiếu rọi từ vi đế, bóng tối liền thối lui, các ngôi sao tạo ra con đường ánh sao lộng lấy bên trên vực thẳm. Nơi cuối đường sao, chính là cổng tới thiên quốc, chương 1473, cánh cổng chúng sinh một Chỉ là một cánh cổng cung điện nguy nga thần thánh, vô cùng trang trọng, tràn ngập ánh sáng, rực rỡ muôn màu chiếu dọi trên mây. Trên cổng cung khắc bốn biểu tượng cổ xưa, vòng xoáy đen tượng trưng cho hư không, vòng xoáy vàng tượng trưng cho trật tự, Vòng xoáy xám tượng trưng cho hỗn động, vòng xoáy lục lam tượng trưng cho thời gian. Hư không chỉ là thiên đạo, hư không quân, trật tự chỉ quy luật địa, hỗn độn tượng trưng cho thay đổi trong vũ trụ, tượng trưng cho nguồn gốc sức mạnh của các vị thần từ xưa tới nay. Thời gian là sự bất biến chứng kiến những sự liên kết. Cổng đóng chặt, bên trái tượng trưng cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Thần chỉ đứng đầu, vị thần cổ đại ở thế giới cổ được bao bọc bởi năng lượng hỗn độn ở cấp độ thứ nhất, hai bên là hai vị thánh thú U huynh và Trúc Chiếu gương mặt của vị thần vĩ đại hiện ra mờ ảo, bao quanh là năng lượng màu tím hoa lệ tới không tả thành lời, vô cùng thần thánh. U hình thánh thú đen như mực, hình dáng tựa lỗ đen, trong lỗ đen lộ ra đôi mắt, tản ra tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Trúc chiếu thánh thú đôi mắt tỏa sáng, thân hình tựa ánh lửa, trong ánh lửa là thần nhãn sáng như đuốc, cháy sáng rực rỡ, dường như có thể đốt cháy mọi thứ hướng về phía nó. Ánh mắt chiếu vào khoảng không vĩnh hằng, xuyên thấu cả bóng tối. Dưới vị thần vĩ đại có bảy vị thần, thái sơ tử thần quỷ cang ở giữa, địa vị chỉ kém vị thần vĩ đại. Gương mặt của thái sơ tử thần giống thủy hỏa, phần trên cơ thể quỷ cang phải gánh chịu vô số tai họa, thân dưới dẫm trên mặt đất tiêu diệt hàng vạn tai họa. Sinh ra ở vùng đất em mờ dương tuyệt diệt, hiện thân của cái chết và sự hủy diệt, đồng thời cũng là nơi kết thúc của sinh mệnh, cao trị thế giới của người chết và là chủ nhân của những vong hồn, oán linh, lệ quỷ, hồn thú, chủ nhân của chúng sinh minh giới. Đồng thời, tử thần điều khiển năng lượng ám của vũ trụ và năng lượng tử vong nguyên thủy của hỗn độn chính là thần chủ của sinh tử bên trái tử thần có ba vị thần cổ nguyệt thái sơ chiến thần chủ linh hồn bộ thủ của hồn giới bên phải là thái sơ phong thần mộng yểm quân nhật trá chân thần cổ nguyệt mang hình hài nữ tử gương mặt khác với a lê a lê làm chủ ba thần tính của mặt trăng bao gồm sự thánh thiện và vẻ đẹp của ánh sáng mặt trăng sự u ám và kinh hoàng ở phần tối của mặt trăng cũng như sự cuồng loạn và bạo lực của mặt trăng ba thần tính hợp thành một khiến cho tính tình a lê thay đổi rất nhiều cùng với tính khí và ngoại hình cũng thay đổi trở nên gian dảo hơn nhưng gương mặt của cổ nguyệt lại cố định duy nhất hung dữ và vặn vẹo một cách điên cuồng đôi mắt giận giữ chiếu ra ánh trăng lạnh lẽo chết chóc thái sơ phong thần là một vị nam thần ngoại hình rất giống với phong thập bát nhưng lại mang thân nam nhi phong chủ quả thực có được sự tự do và thoải mái của một nam tử tình cảm cũng tình dục vô cùng phóng đáng mà quan hệ của cô ấy với Vũ Sư Huyền Minh cũng đã vượt qua phạm vi khoan dung của thế gian. Ngoài ba vị thần mà tôi quen thuộc, trong bốn vị thần còn lại, bộ thủ linh hồn trước đây từng gặp qua, ba vị còn lại có nam có nữ, thần ma khó phân. Không có ngoại lệ, họ đều có uy áp thần niệm để đứng ở trong khoảng không vũ trụ nhìn xuống chúng sinh. Bảy vị thần chỉ tồn tại trong thế giới cổ và mỗi vị đại diện cho bảy sức mạnh có thể cạnh tranh với vị thần vĩ đại. M Dương Tuyệt Diệt của Tử Thần, sức mạnh cuồng bạo của Cổ Nguyệt, sức mạnh ngũ hành và bản lĩnh đồ sát, thần phong cuồn cuộn của phong thần, mộng cảnh phỉ thúy của mộng yểm quân, năng lượng liệt diễm của nhật trá. Dưới bảy vị cổ thần là trí tôn chỉ của vũ trụ. Tôn đã khó, đạt tới trí tôn lại càng khó, từ xưa tới nay chỉ có mấy trăm. Một số họ đã chết cùng với thế giới cổ, một số vẫn còn sống theo quy luật của địa, ẩn náu sâu trong khoảng không vũ trụ. Trong các thần chỉ trí tôn, tôi nhìn thấy bạch tinh tuyết với gương mặt giống hệt bổn nguyên. Cô ta ở một góc xa, không có danh tiếng, điều này phù hợp với thực lực của chính cô ta. Tượng thần trí tôn được khắc bởi thiên đạo không bao gồm trí tôn mới được thăng tiến như tạ Lưu Vân, Đắc Kiều Công Chúa, Giang Tuyết Dương, V, V. Không có trí tôn mới thăng tiến ở nhân gian, và cũng không có 72 sứ giả của thiên đạo quốc, và cả 12 lãnh tụ trí tôn của ngũ lầu. Đúng như tôi dự đoán, thiên đạo không tạc tượng thần của Nam Hoa chân Nhân. Phó thể để lại di sản như côn ở nhân gian, thực lực của Nam Hoa chân Nhân chắc chắn là trí tôn, và cũng là người giỏi nhất. chương 1474, Cánh Cổng Chúng Sinh 2 Thiên đạo cố tình không tạc tượng thần của Nam Hoa Chân Nhân, có lẽ là hắn biết thân phận của Nam Hoa Chân Nhân. Trong các trí tôn của vũ trụ, không có thiên đạo thần. thấy vậy, tôi nhìn thương thiên tạc lơ lửng trong không trung hỏi, thiên đạo thần, sao thiên đạo không tạc tượng cho ngài? Có tôi, ở đâu, tạc thương di chuyển theo âm thanh, lơ lửng trên không rồi chỉ nơi khoảng không ở cổng quốc, mỗi cái chạm, mỗi một tượng thần của các vị thần trí tôn đều phát sáng phản ứng lại. Những vị trí tôn này, từng người đều từng thống trị thế giới cổ, nắm giữ một phía thần hệ, sức mạnh vô tận. Đây là ngài sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, chư thần không phải toàn năng, thiên đạo thần không gì không thể. Thiên đạo thần kiêu ngạo nói, ô, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngài rồi, không ngờ ngài còn che giấu bí mật. Thùy hỏa thở dài nói, đó là đương nhiên, chư thần không phải toàn năng, thiên đạo thần không gì không thể. Nói xong, Bạch Tinh Tuyết vươn tay cầm lấy tạc thương đang bay về phía mình, cẩn thận vuốt ve, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Bạch Tinh Tuyết không thể động tình, từ lúc nhìn thấy lượng thần trở đi, tóc trắng trên đầu cô ta ngày càng nhiều, lúc này đã một đầu bạc trắng. Ta có thể lừa người, người cũng có thể lừa ta. Xét việc hắn ẩn nấp vượt biển, tạ mặt lăng tốt hơn ta rất nhiều. Thiên đạo thần thở dài nói, đương nhiên, thiên đạo tổ của chúng ta là lợi hại nhất. A à, Lê Kiêu ngạo nói, nếu có cơ hội, ta thật muốn gặp hắn. Đáng tiếc, tiếc là trên trời dưới đất, vĩnh viễn không thể gặp lại được thiên đạo tổ nữa. Tạc tinh đã được luyện hóa thành thương, tất cả thần hồn của thiên đạo tổ đã được hóa thành hy di và nằm giải rác trên trái đất, cắt đứt toàn bộ sinh cơ của ông. Dù thời gian có trôi qua thế nào, dù là ở trong hay ngoài vũ trụ, thiên đạo tổ sẽ không bao giờ hồi sinh. Bởi vì ngay cả bên ngoài vũ trụ, tạc tinh cũng đã bị thiên đạo phá hủy, nhân gian chính là nơi ẩn náu cuối cùng của thiên đạo tổ. Bên dưới trí tôn là tứ linh thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đứng cạnh tứ linh thần thú là hai quân vương Quang Minh và Hắc Ám, Vĩnh Giả Quân và Quang Minh Thánh Chủ. Phía dưới là thần minh của Thái Cổ Tam Giới, Tổ tiên Chư Thần Thái Cổ, Lãnh Chúa Hư Không, Ma Tôn Vực Thẳm. Những vị thần ở đây đều là thần ma Thái Cổ, danh giới cũng dựa vào những vị thần ma Thái Cổ này làm tiêu chuẩn. Thần ma Thái Cổ đại diện cho quá khứ của vũ trụ. Trong thời gian này, thân phận của thiên đạo đã có một vài biến đổi, vị thần vĩ đại đã hoàn toàn bị lãng quên và thiên đạo bắt đầu phụ trách hư không vạn cổ của vũ trụ hư không thần chỉ tới thần ma thái cổ làm chính sau đó mới có thần ở nhân gian nhân gian từ hỗn độn sơ khai trải qua kiếp nạn long phụng thần thượng cổ các thần hồng hoang các tân thần dưới trướng thiên đạo cuối cùng được chia thành ba nhóm thần chia theo tam giới trên địa cầu xét về thứ hạng thì tổ long nguyên phượng kỳ lân đứng đầu tam bộ chúng thần xếp sau thiên bộ phận này bắt đầu từ đế hạo đại đế tới ngọc hoàng đại đế thì kết thúc nhân bộ lấy nhân hoàng khai tổ phục hy đại đế bắt đầu tới ngu đế kết thúc ở em mờ phủ lấy hậu thổ nương nương bắt đầu kết thúc với chu khất nhân gian nguyên thủy linh khí của địa cầu rất phong phú thiên đình cùng nhân giới gần như không có khác biệt cũng có nhiều vị thần sống ở nhân gian sau khi thiên đạo hồi sinh và nắm quyền và tiếp quản thế giới bắt đầu làm suy yếu đáng kể linh khí của nhân gian các vị thần mới phi thăng rời khỏi nhân gian tới thiên giới. Nhân gian có nhiều vị thần, nhiều vô số kể, cũng để lại vô số thần hoại và truyền thuyết trong thiên đạo tàng. Nhưng chúng thần nhân gian trong mắt thiên đạo giống như kiến hôi, dù số lượng có nhiều nhưng cũng chỉ để lại vài nét vẽ đá chạm khắc trên cửa. Tượng thần phía dưới chỉ có hạo, hậu thổ, phục hy, ngọc hoàng, tử vi đại đế, đông hoàng thái nhất, nữ oa, hiên viên, si vưu, lãnh tụ hình đảng tam giới, những vị thần khác đều được thay thế bằng ký tự. Dưới tam giới thần chỉ là thiên đạo môn tam thiên đạo, nhướng, tiên thiên đạo, ma thiên đạo. Ma thiên đạo ở giữa, nhân thiên đạo tiên thiên đạo ở trai và phải. Thần trong mắt thiên đạo chẳng hơn gì khiến hôi, thiên đạo môn lại càng mờ mịt như khói bụi, chỉ còn lại học thuyết của tam thiên đạo. Dưới đạo môn, có hàng vạn chúng sinh nhân gian, từ hồng hoang hung thú thượng cổ, đại hoang thần thú, yêu tộc, vạn tộc hồng hoang, tới khi hồng hoang kết thúc, nhân tộc dần tăng lên. Thiên đạo chưa tiêu diệt hết chúng trình trong vũ trụ có rất nhiều tồn tại bí ẩn, không rõ là bị thiên đạo lãng quên hay vô tình bỏ sót và chưa được ghi nhận. Ví như tham lang kim ngao, người có sức mạnh vượt trội hơn cả trí tôn đã không xuất hiện, vận mệnh bản tôn cũng không được ghi lại. Tạ Lan, em còn tưởng là thiên đạo sẽ tạc tượng thần cho anh. Thùy hỏa có chút thất vọng nói, đúng ha, tôi cũng nghĩ nên tạc tượng cho tạ Lan ca ca, nhưng nếu như có tạc tượng cho tạ Lan ca ca, thì anh ấy sẽ được đặt ở tầng nào. A Lê nói, Trước đây vĩnh hằng kiếm chủ chỉ có hai người, một người chính là thiên đạo, người kia là tạ lan. Thiên đạo không tạc tượng cho hắn, chắc cũng là vì thấy khó xử. chương 1475, Sức mạnh thời gian. Cánh cửa bên trái khắc hình ảnh của chúng sinh vũ trụ, cánh cửa bên phải khắc các loại quy luật sức mạnh, phạm vi của thần. Từ thần tính thái sơ tới pháp thuật ngũ hành, từ hỗn độn bổn nguyên tới chú ngôn bùa chú, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trong hệ thống nguồn sức mạnh, hư không được coi là sức mạnh tối thượng của vũ trụ. Trong hệ thống tu hành pháp thuật, kiếm thuật được coi là luật lệ đầu tiên. Xếp hạng sức mạnh của hư không, trước tiên phải xác nhận thân phận của thiên đạo hư không quân. Kiếm đạo được xếp ở vị trí tu hành đầu tiên, cũng coi là xứng đáng. Kiếm đạo không có giới hạn, dù là thái sơ kiếm đạo hay hỗn lộn kiếm đạo, đều có thể kéo dài vô tận không ngừng. Dù tôi đã thăng lên vĩnh hằng kiếm chủ, đối với kiếm vẫn có vô cản khả năng cải thiện. Kiếm của Thiên Đạo hay là hư không quân được gọi là hư linh kiếm. Không phải là không có gì, mà ngược lại, là nó bao trùm lấy tất thảy. Hư linh kiếm được điều khiển bởi sức mạnh của hư không. Kiếm khí đi tới đâu, cắt đứt vạn vật thế gian, cắt đứt quy luật sức mạnh, hủy diệt mọi thứ, một kiếm liền trở về hư vô. Sức mạnh hư không của Thiên Đạo nằm ở tầng thứ nhất, song hành với nó là sức mạnh của trật tự được biểu hiện bằng quy luật thiên địa, sức mạnh của hỗn độn bổn nguyên, sức mạnh của thời gian. Bốn nguồn sức mạnh nguyên thủy Mỗi loại sức mạnh đều kéo thành vô số nhánh. Sức mạnh của hư không diễn giải mọi quy luật của vũ trụ và tạo ra vô số hệ thống tu hành của thần. Các hệ thống này tương trợ và hấp thụ lẫn nhau bằng sức mạnh của hỗn độn bổn nguyên, chiếm phần lớn trong hệ thống tu hành sức mạnh của vũ trụ hiện tại. Hư không và hỗn độn cùng nhau sinh ra, thiên đạo có thể đến từ vũ trụ bên ngoài và trở thành chủ nhân của thế giới này là bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh của hư không. Sức mạnh của trật tự đại diện cho quy luật của thiên địa cũng để lại sự kế thừa trong hệ thống sức mạnh của riêng nó như sức mạnh cuồng loạn của cổ nguyệt sức mạnh liệt diếm của nhật trá chân thần và thậm chí là cả sức mạnh của ánh sáng và bóng tối do hai thánh thú u huỳnh và trúc chiếu điều khiển đều thuộc về sức mạnh trật tự của quy luật thiên địa chỉ là hai thánh thú đã bị mị lực của vị thần vĩ đại hóa thân từ hư không quân chinh phục trở thành cánh tay trái phải của vị thần vĩ đại quy luật tự nhiên và bản chất của vạn vật là sức mạnh của trật tự băng và lửa ánh sáng và bóng tối âm dương ngũ hành đều có trật tự. Trật tự ở khắp nơi, đồng thời cũng ảnh hưởng tới sức mạnh hư không do thiên đạo đại diện, cũng hạn chế lẫn nhau bằng các loại thế lực trong hỗn độn bổn nguyên. Sống và chết, hủy diện và tái sinh, thịnh vượng và suy tàn, nhật nguyệt cùng tinh tú lớn lên và tàn lụi, vạn vật trong tự nhiên đều có trật tự. Hư không và hỗn độn tạo thành chủ thể của hệ thống sức mạnh và trật tự hợp nhất các chủ thể này vào phạm chủ riêng của nó. Bởi vì mọi quyền năng đều phải được quy luật của thiên địa thừa nhận, bởi vì vạn vật đều ở trong vũ trụ này kể cả thiên đạo trong bốn sức mạnh nguyên thủy hư không hỗn loạn và trật tự tạo thành một sự cân bằng khéo léo và trật tự hạn chế mọi thứ chỉ có thời gian không hề tồn tại trong bất kỳ hệ thống sức mạnh nào và nằm ngoài mọi quy luật nhưng bản thân sức mạnh thời gian truyền thừa cũng cực kỳ mỏng manh gần như không có pháp thuật thần thông liên quan tới thời gian chỉ một mảnh hư không cuối cùng chỉ để lại một bộ pháp quyết vậy mà lại là một khoảnh khắc thời gian của đại hoang thanh đế khoảnh khắc thời gian có thể đưa ai đó trở về một thời điểm nhất định. Sẽ không phải nói quá khi nói những pháp thuật của thanh đế được coi như là hoàng đế đầu tiên của quy khư vào thời của ông. Nhưng tới hiện tại, nó chỉ có thể được coi là những pháp thuật cấp thấp, không có tác dụng gì trong những trận chiến trí tôn. Trước đây tôi từng sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đảo ngược thời gian và không gian, nhưng điều tôi thay đổi chỉ là vận mệnh của chính mình, không thật sự chuyển hóa được thời gian. Bởi vì tôi không thể dùng thời gian để tác động lên người khác. Từ xưa tới nay, thứ duy nhất không thay đổi chính là thời gian. Tôi nói, chết đi như bậc trượng phu, ngày đêm không ngừng trôi. Mọi thứ đều coi như ảo ảnh, quá khứ dù sao cũng đã là quá khứ. Đây là điều không thể thay đổi. Cho dù tinh tú thay đổi, nhật nguyệt tuần hoàn, thời gian cũng không thể bắt đầu lại. Nhìn thì như những biến hóa giống nhau, nhưng đã không thể quay về ban đầu nữa. Thùy Hỏa thở dài đáp lại, lẽ nào trước nay không có ai kiểm soát được sức mạnh thời gian sao? A à, Lê hỏi, từng cho rằng dung mạo của ta không hề thay đổi là vì thời gian ở lại. Về sau vạn năm cô đơn nói cho ta biết, ta không giữ được thời gian. Thứ ta giữ lại chính là sự cô đơn của ta. Bạch tinh tuyết trầm giọng nói, có chút oán giận. Xin lỗi, là ta phụ lòng nàng. Giọng đạo thần vang lên, mang theo cảm xúc chân thành. Mũi tên thời gian phóng tới phương xa và không thể trở lại. Người không nên cứ mãi ở trong quá khứ. Thùy họa nói với phá quân hộ pháp thiên tôn, là hậu duệ của phá quân, cũng là người mang vận mệnh của phá quân thùy họa hiểu rõ nhất tấm lòng của phá quân hộ pháp thiên tôn ai nói ta đang kẹt trong quá khứ ta chỉ muốn nhớ mãi một người thôi phá quân nói thật là bi thương tôi nói tạ lan anh lại nhớ tới ai rồi thùy họa nhìn tôi giọng điệu bất thiện hỏi anh nghĩ tới phật gia ồ là cô ấy sao lúc quen biết phật gia tôi chỉ thằng con thứ hai của tạ gia theo liễu hà sầu hành nghề nhặt xác trên sông hoàng hà tôi của lúc đó tâm tư đơn giản nhất chỉ muốn làm giàu rồi cưới vợ dù có hôn ước với thủy họa trong lòng lại không coi trọng điều đó tôi luôn cảm thấy đây chỉ là những thế lực kỳ lạ sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi lúc này đây tôi dùng kiếm chém hư không trở thành vĩnh hằng kiếm chủ trong khi phật gia thì đã phiêu giạt phương xa nữ đế là nữ đế phật gia là phật gia tuy phật gia là vì nữ đế mà được sinh ra nhưng cũng giống như tôi và đạo tổ là hai người với hai dòng chảy vận mệnh hoàn toàn khác nhau chỉ là tôi đã nắm chắc được vận mệnh ở trong tay, nhưng Phật ra lại chỉ có thể trở thành vật hy sinh của luân hồi. Nửa đêm tỉnh dậy, điều khó chịu nhất là khi nghe được Uy như nhẹ giọng gọi tôi một tiếng, Sư Huynh. chương 1476, thời không đại quân. Ngắm nhìn cánh cổng chúng sinh hiện ra trước mắt, cuối cùng thời khắc cánh cổng mở ra cũng đã đến. Với sức thần niệm tôi bây giờ không cách nào kiểm tra xem trên cánh cổng có cái cơ quan nào không, cũng không biết đằng sau hai cánh cổng là gì. Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian dừng chân lại lâu hơn được. Mỗi phút chậm trễ trôi qua, đều khiến cho pháp tắc thiên địa suy yếu đi. Giờ đây không chỉ mình chúng sinh trong tam giới, lục đạo đều đặt hết hy vọng lên vai chúng tôi, mà toàn bộ vạn cổ hư không vũ trụ đều trông chờ vào chúng tôi. Thùy Hỏa không chút do so dự bước tới trước cổng, nhưng vừa định đưa tay ra thì cô ấy lại quay sang tôi nói. Tạ Lan, anh làm đi. Được, người mở cánh cổng này nên là tôi, bởi vì tôi chính là ma đạo tổ sư. Thiên đường có lối, mà đạo quyết không đi đẩy cánh cổng chúng sinh ra chính là thiên đường bây giờ tôi đang đứng trước cánh cổng thiên đạo tôi đứng trước cánh cổng hít hơi sâu giúp mình bình tĩnh lại tôi cứ tưởng mình sẽ hồi hộp run rẩy toàn thân nhưng không ngờ lòng mình bình yên thoải mái đến lạ thường đúng vậy những gì phải làm tôi đều đã làm hết rồi tôi cũng đã trả những cái giá quá đắt cho những chuyện không nên làm từng bước đi đến ngày hôm nay đến trước cánh cổng này tôi không phụ lòng sự phó thác của đạo tổ tôi đã cố gắng hết sức để mang cờ chiêu hồn ma đạo tới được nơi đây. Tôi không sợ hãi những gì xảy ra phía trước, và tôi không hối tiếc những gì đã trải qua. Tôi không dám khẳng định chắc chắc lần nào tôi cũng lựa chọn đúng, nhưng tất cả những gian khổ mà tôi đã trải qua suốt thời gian, cũng đủ khiến tôi xứng đáng ưỡn ngực tự hào khi đứng trước mặt bất kỳ đệ tử ma đạo nào. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Sau khi đọc xong câu sấm ngữ này, tôi đưa tay lên đẩy cảnh cổng chúng sinh. Thần niệm của tôi tập trung hết vào tay, còn sử dụng thêm một chút kiếm ý phòng hờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cẩn trọng chạm vào hai cánh cửa, cho đến ấn tay lên đó, vẫn không phát hiện ra cánh cổng có ý đẩy lùi hay tấn công nào. Những gì tay trái chạm vào là chúng sinh của vũ trụ, những gì tay phải chạm vào là quy luật sức mạnh. Một nỗi bi thương lấn áp trái tim tôi, lúc này tôi đã có một nhận thức mới về cuộc sống và thậm chí cả vũ trụ, sự hiểu biết đặc biệt nhất nằm ở thời gian. Sức mạnh của thời gian gần như không để lại bất kỳ di sản nào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng ngoại trừ một tất thời gian của thanh đế ở quy khư hồng hoang tuy nhiên vào lúc này tôi dường như cảm nhận được sức mạnh của thời gian đang tràn vào cơ thể mình như cơn sóng thủy triều tà tôi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời rồi thấy một luồng ánh sáng trong trẻo màu xanh lục lam đại diện cho sức mạnh của thời gian đang cuộn trào quanh người tôi ánh sáng rực rỡ tiếp tục tràn vào cơ thể cơn lốc xoáy màu xanh lam trên cửa cũng dần dần mở đi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất lúc này tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm và cổ xưa vang lên ở huyền quan của mình. Đó chính là tiếng của cờ chiêu hồn đã thất lạc từ lâu. Khi rời khỏi quy khư, tôi đã đưa cờ chiêu hồn giao lại cho tạo ẩn. Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn cơ hội nghe thấy âm thanh trong trẻo của cờ chiêu hồn nữa, nhưng tôi thật không ngờ nó vẫn luôn ở trong huyền quan của tôi. Ông vẫn ở đây sao? Tôi ngỡ ngàng hỏi, ta vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi. Ông là ai? Cuối cùng tôi cũng đưa ra câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay. Từ khi tiếp quản cờ chiêu hồn, câu hỏi này vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Cờ chiêu hồn là biểu tượng của giáo lý Tam đạo, đồng thời cũng là chốn nương náu của các anh hùng Tam đạo, chứa đựng ý chí anh linh của các đệ tử ma đạo đã dũng cảm hy sinh trong những trận chiến khốc liệt. Tôi từng nghĩ cờ chiêu hồn của Tam đạo có năng lực giống hệt nhau, nhưng sau này tôi phát hiện ra một sự thật, đó là cờ chiêu hồn của ma đạo khác xa với cờ chiêu hồn của nhân đạo và tiên đạo. Điều này không chỉ đơn giản vì thế giới rộng lớn bao la đằng sau cờ chiêu hồn cũng không phải những đóa hoa bỉ ngạn có trên cờ chiêu hồn, ngay cả kính tượng thần niệm của đạo tổ cũng không thể nào giải thích rõ ràng sự kỳ lạ có một không hai của cờ chiêu hồn ma đạo. Nói một cách dễ hiểu, cờ chiêu hồn của nhân đạo và tiên đạo đều chỉ là vật chết, trong khi cờ chiêu hồn của ma đạo có linh thức riêng chỉ chính mình, nó là một sinh vật sống. Không gì lọt qua mắt của cờ chiêu hồn ma đạo, trước đây nó còn thông báo cái chết của Thái Cổ Nguyệt Ma, điều bất ngờ này thực sự khiến tôi ngạc nhiên đến nói không nên lời. Như thể quá khứ và tương lai, đều bị cờ chiêu hồn ma đạo nắm giữ trong lòng bay tay nó vậy. Tạ Lam, điểm này cậu thật kém xa Tạ Mạt Lăng rất nhiều. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, ta vốn tưởng cậu đã sớm đoán được thân phận của ta rồi, không ngờ đến tận bây giờ cậu vẫn không hề hay biết gì cả. Mong tiền bối khoan dung thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của Tạ Lan. Xin tiền bối chỉ giáo cho à. Muốn biết thân phận của ta, cậu phải hiểu vì sao ta lại ở huyền quan của cậu trước đã. Tại sao? Vận mệnh đã gieo hạt giống của thế giới tương lai vào người cậu nên ta mới bị mắc kẹt ở đây. Hạt giống của thế giới tương lai có liên quan gì đến tiền bối? Tôi ngạc nhiên hỏi, không ngờ ông ấy lại đột một nhắc đến điều này. Cậu có biết tại sao trong số bốn sức mạnh nguyên thủy, chỉ mình sức mạnh thời gian không để lại di sản thừa kế không? Tôi không biết, bởi vì dòng thời gian đã bị người khác chém đứt rồi, quá khứ chỉ có thể lưu lại trong quá khứ, hiện tại vẫn đang diễn ra, nhưng tương lai sẽ không kéo dài được nữa. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh thông thiên cắt đứt dòng thời gian như vậy? Làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy, ngoài Tạ Mạt Lăng ra làm gì còn có ai khác chứ? Tuy nhiên, ông ấy không thể một mình xử lý chuyện này đâu, chính nhờ vận mệnh ở bên giúp ông ấy một tay. Càng nghe đầu óc tôi càng rối rắm, đạo tổ chém nứt dòng thời gian, còn nhờ vận mệnh ra tay hỗ trợ, nghĩ thế nào thì những chuyện này cũng quá mâu thuẫn với nhau rồi. Đang suy nghĩ lung tung, đầu tôi bỗng lóe sáng, liên kết đến việc Huyền Quan của tôi đến từ thế giới tương lai. Vì thế giới tương lai vẫn ở trong Huyền Quan của tôi, nên phần dòng thời gian này phải bị cắt bỏ. Và huyền quan của tôi là món quà do vận mệnh để lại, cờ chiêu hồn là di sản mà ma đạo tổ sử truyền lại cho tôi. Kết hợp cả hai dữ kiện này, tôi bỗng hiểu ra những nguyên nhân trong đó. Thiên tặc, đạo thần của mặt trăng, lúc đầu cậu cứ nghĩ nó trộm mạng, nhưng thực ra thứ nó trộm chính là thời gian. Tôi biết ông là ai, ông chính là thời gian. Đúng vậy, ta là thời không đại quân, chủ nhân của thời không. Chương 1477, Ma Đạo Ma Đạo 1 Hóa ra chủ nhân của giọng nói đó chính là thời Không Đại Quân. Mà ông ấy vẫn luôn ngự trị trong huyền quan của tôi, điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tại sao đạo tổ lại cắt đứt thời gian, và tại sao ông ấy lại giam cầm ông trong cờ chiêu hồn rồi đặt ông vào huyền quan của tôi chứ? Tôi cau mày hỏi, câu trả lời rất đơn giản, thế giới của chúng ta đã không còn tương lai nữa. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo dòng thời gian này, tương lai sẽ trở thành mảng hư vô trống rỗng, vạn vật vạn kể cả bản thân vũ trụ đều sẽ bị hư không chi chủ chôn vùi vào khoảng hư không vô tận. Thiên đạo thật sự quá đáng sợ, quy luật thiên địa cũng không thể khống chế hắn sao. Tôi hấp tấp hỏi, thiên đạo mà cậu biết chỉ là một phân thân của hư không đại quân mà thôi, hư không đại quân còn đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Ý của ông là hư không đạo quân không phải đến từ vũ trụ của chúng ta. Thùy họa nhanh nhạy nắm bắt điểm mấu chốt vấn đề, liền lập tức hỏi. Không phải, bây giờ vẫn chưa đến lúc hư không đại quân giá lâm vậy khi nào hắn ta mới xuất hiện tận cùng của thời gian khi nào mới là điểm tận cùng của thời gian a à, lê cao mày hỏi bây giờ chính là bây giờ sao tôi ngạc nhiên hỏi đúng vậy ma đạo tổ sư cậu cũng cảm giác được rồi mà toàn bộ sức mạnh thời gian đã truyền vào huyền quan của cậu hạt giống của thế giới tương lai đã hoàn toàn được kích hoạt cái gì cơ thời không đại quân vừa dứt lời huyền quan của tôi đột nhiên xảy ra thay đổi kinh thiên động địa sinh cơ mà tôi lao tâm khổ tứ tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã được giải phóng khỏi phong ấn. Sức mạnh của sinh mệnh giống như cây nấm mọc lên sau cơn mưa xuân, từ từ hồi sinh trong huyền quan khô cằn của tôi. Thần điều chu tước vui mừng hót vang trời, ngọn gió thanh mát thổi từ phía đông, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân. Một cơn mưa phùn nặng hạt đều đặn rơi từ trên trời xuống, ra sức nuôi dưỡng sự sống của vạn vật. Nó giống như một cây bút lông mềm mại, đang tô vẽ phong cảnh tươi đẹp trên cuộn giấy trắng tinh. Tôi không khỏi nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của thế giới rực rỡ trong huyền quan. Giây phút đó, tôi nghe thấy tiếng nụ trồi xuyên qua mặt đất, tận mắt chứng kiến bông hoa từ từ nở rộ đang khoe sắc dưới bầu trời. Thảm thực vật đang phát triển nhanh chóng, mặt đất được bao phủ bởi vẻ đẹp xanh tươi mơn mờn. Khi núi non được phủ đầy lớp cỏ xanh tươi tốt, tôi nghe thấy tiếng chim hót, rồi tiếp đó là tiếng thú gầm đầu tiên vang vọng lên sâu trong núi cao. Bốn mùa trôi qua, thời gian lưu truyền, cơn gió mát dịu vào mùa xuân, trận mưa phù nhẹ nhẹ vào mùa hè, bầu trời trong xanh vào mùa thu, tuyết trắng xóa phủ đầy mặt đất vào mùa đông. Vạn vật đang tranh nhau để thoải sức hưởng thụ niềm vui của cuộc sống, sợ sơ xảy lại mất vị trí trong mảng trời đất mới được hồi sinh này. Cung vô danh trồi dậy từ mặt đất, rồi bay về phía biển xa, cùng lúc đó, một hòn đảo quen thuộc đột nhiên mọc lên từ biển, tên là Kim Ngao. Ngoài nhân tộc ra, huyền quan đã trở thành một thế giới mới của nhân gian. Tạ Lan, sức mạnh thời gian đã cạn kiệt, ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Hãy ghi nhớ nhiệm vụ của mình, nhất định phải ngăn chặn sự xuất hiện của hư không đại quân. Giọng nói của thời không đại quân dần dần suy yếu, cuối cùng không ai có thể lắng nghe thấy tiếng của ông ấy nữa. Lúc này đây, cơn hoảng loạn sợ hãi chưa từng có bỗng bao trùm lấy cơ thể và tâm trí tôi. Đạo tổ giao lại ma đạo cho tôi, vận mệnh ban tặng cơ duyên cho tôi, và bây giờ thời không đại quân đã giao phó thời gian của tương lai cho tôi. Gánh vác một cờ chiêu hồn đã vắt kiệt thể chất lẫn tinh thần của tôi tạ lan tôi rốt cuộc có tài đức gì để họ có thể tin tưởng giao phó trọng trách nặng nề như vậy. Tôi run rẩy gặp người lại, liên tục nôn mửa, miệng phun ra một ngụm máu lớn, thất cứu cũng đồng thời chảy máu ròng ròng. Tạ lan, anh sao vậy? Giọng nói quan tâm thùy hỏa vang lên bên tai tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, nhưng máu tanh đã che khuất tầm nhìn của tôi. Thùy hỏa cố gắng đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã đẩy mạnh cô ấy ra. Vĩnh hằng kiếm thể không ngừng vỡ vụn, kiếm vạn ngàn sấm ngữ trong tay cũng run rẩy kịch liệt có một loại trọng trách tạ mặt lăng không dám mạo hiểm gánh vác vận mệnh vì trốn tránh nó nên quyết định đã nhảy xuống vực sâu ngay cả thời không đại quân cũng trầm luân vào giấc ngủ say mà mấy người bọn họ lại giao toàn bộ trách nhiệm này cho tôi gánh vác dựa vào cái gì chứ chỉ vì tôi là người duy nhất trong vũ trụ xa xăm trở thành vĩnh hằng kiếm chủ nên vọng tưởng muốn lợi dụng kiếm đạo vạn cổ mà tôi nắm giữ trong tay để hòng chém đứt hư không sao nhưng họ phải biết kiếm là con dao hai lưỡi chương 1478, Ma Đạo Ma Đạo 2. Ngay thời khắc tôi chém nứt hư không, cũng chính là lúc tôi kể kiếm tự sát. Tôi vẫn ho ra máu, vĩnh hằng kiếm thể tiếp tục vỡ vụn, tạo ra những tiếng kim loại va chạm nghe rất chói tai. A à, Lê vội vàng chiếu ánh trăng vào tôi, nhưng tôi lại cứ để mặt ánh trăng xuyên qua cơ thể mình. Nỗi đau đớn tận xương tủy khiến tôi phát điên, trách nhiệm nặng nề đến mức không ai dám tiếp nhận khiến tôi sợ hãi, căm ghét, khơi dậy cơn thịnh nộ vô bờ bến sớm đã đè nén trong lòng tôi tôi cảm thấy mình đã bị lừa một vố đau đớn có lẽ từ giây phút tôi đồng ý theo bạch hà sầu xuống sông hành nghề vớt xác tôi đã bị bọn họ kéo lên thuyền cướp biển rồi dựa vào cái gì mà chọn tôi tôi gầm lên trời oan thán nhưng không ai đáp lại hỏng rồi cậu ấy sắp rơi vào ma đảo phá quân hộ pháp thiên tôn cảnh giác hét lớn làm thế nào để ngăn chặn nó a à, lê lo lắng hỏi con quỷ này chính là tâm ma chúng ta không thể giúp được gì chỉ mình bản thân cậu ấy mới có thể phá bỏ nó thôi Vậy tạ Lan ca ca, anh ấy có thể làm được không? Không ai biết cả, chỉ có nước hỏi bản thân cậu ấy thôi. Thùy Họa không tiếp tục đỡ lấy tôi nữa, để mặc tôi quỳ dạp xuống giữa khoảng không, tận mắt nhìn sinh cơ của tôi rời khỏi cơ thể. Thùy Họa tỉ tỉ, tỉ mau giúp tạ Lan ca ca đi chứ. A à Lê lên tiếng cầu xin, nếu có thể giúp anh ấy, thì dù hồn phi phách tán ta cũng trần trừ dù chỉ một giây, đáng tiếc ta không giúp được anh ấy. Thùy Họa nhàn nhạt nói lẽ nào chúng ta cứ đứng yên nhìn anh ấy đau đớn quằn quại rồi rơi vào ma đạo hay sao ha ha cho dù anh ấy có hóa thành ma thì đã sao nếu như không thể cứu anh ấy thì ta sẽ hóa điên cùng anh ấy thùy hòa cười lạnh khí tức trên người đồng loạt thay đổi phóng thích ra sát ý tử vong điên cuồng được chúng ta cùng nhau hóa ma là được rồi nói xong khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của a lê cũng bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng của mặt trăng cổ nguyệt ma nắm quyền kiểm soát đôi mắt cũng dần dần trở nên tối tăm Phá quân cũng bắt đầu để binh ma xâm nhập vào cơ thể mình, như muốn trầm mình vào cuộc chiến vong hồn. Mà ở sâu trong khoảng không của vũ trụ, tham lang kim ngao đang liều mạng lao về phía nơi này, bất thình lình bước chân vội vã đã dừng lại, ngẩng đầu lên, rồi phát ra một tiếng gầm giận dữ. Những chiếc vảy trắng tinh đều bị nhuộm đen, ma khí vô tận từ trong cơ thể xuyên qua lớp áo giáp truyền ra ngoài. Hắc ám cự long đang uốn mình trong hư không, nghe thấy tiếng gầm của tham lang, liền gầm lên một tiếng phẫn nộ chấn động cả trời đất sức mạnh của bóng tối bắt đầu phát điên, ma ý đang dần chiếm lấy thế thượng phong. Đông Hải quy khư, tổ long nổi cơn thịnh nộ, kỳ lân gầm rú chấn động mặt đất, nguyên phượng kêu lên thất thanh, kéo những đám mây đen u tối che phủ cả bầu trời. Trên đỉnh thánh ma sơn, tạo ẩn rút ma đao ra, chém một nhát về phía bầu trời xanh. Huyết mạch của ma quân xích Vưu đang từ từ sống dậy trong cơ thể cô, trực tiếp điều khiển cơ thể và tâm trí cô. Thập vạn thần ma, chứng ngô thần thông, theo sau tiếng gầm của tạo ẩn, thánh ma sơn nhanh chóng nứt ra, tà khí bộc phát cuộn trào như cơn sóng vỗ. Trong màn sương đen mờ ảo, ma thần huyễn ảnh dần dần thành hình. Lúc này ở quy khư, hầu như đã không còn một đệ tử ma đạo nào nữa, tất cả bọn họ đã theo côn tiến về vũ trụ. Bắc Minh Tú hóa thành tướng ác quỷ, Lưu Phong Sương trở thành đại yêu hung ác phản tổ hồng hoang. Khắp quy khư nhanh chóng bị ma ý ô uế hoàn toàn, ma đạo thực sự trở thành ma đạo rồi. Trong hư không vũ trụ, Tạ Lưu Vân và Tử Dục Nữ Đế đồng thời dừng lại nhân đạo tổ sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử dục bẩm tính tinh đầu kỳ bàn, nhưng lại ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tạ lan hóa ma rồi, ma đạo cũng sắp trở thành ma đạo thật sự. Ma đạo tổ sư có đạo tâm kiên định, luôn lấy lợi ích của chúng sinh trong tam giới sáu đạo làm trọng. Tại sao đột nhiên lại hóa ma? Ta không biết, sự tình biến hóa hiện giờ đã vượt xa thiên cơ, ta không đoán được chính xác nữa, cũng không dám tùy tiện suy luận. Trong cửu UMT, mạnh phá thiên tôn đang thấp thỏm lo lắng báo cáo chi tiết tình hình bất ổn của ma đạo cho nữ đế nghe mà sắc mặt của nữ đế lại lạnh nhạt như một tảng băng vĩnh cửu không hề cau mày hay để tâm gì cả nữ đế suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy không sao mạnh phá thiên tôn không ngờ nhiều cảnh tượng khiến bà ấy lo lắng bất an lại chỉ đổi lấy hai chữ không sao trong miệng nữ đế bà ấy ngây người trong giây lát không biết nên nói gì tạ lan muốn hóa ma cô theo cậu ấy hóa ma là được Vậy ai sẽ bảo vệ chúng sinh trong lục đạo đây? Ha ha, tất cả đều hóa ma mới tốt đấy, thập vạn thần ma phẫn nộ chống lại ý trời. chương 1479, Phi Ma Phi Ma Tu đạo có 7 cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn và đạo tổ. Thần ma có ba cảnh giới, thần ma, chủ thần và thần vương. Trên thế giới có bấy nhiêu cấp bậc tu luyện, thì tinh đầu có bấy nhiêu thần minh. Thần có thần cách, ma có ma cách, thiên sứ có đôi cánh. Còn tôi, Tạ Lan, chẳng có gì cả. Tất cả những gì tôi có là kiếm. Khi kiếm thể của tôi vẫn tiếp tục vỡ vụn, kiếm Vạn Thiên Châm Ngôn bị tôi nắm chặt trong tay, cũng đang từ từ sản sinh ra biến hóa khôn lường. Vạn Thiên Châm Ngôn, xuất thân từ giáo lý Ma đạo. Mỗi một ký tự đều có thể coi đó là tiếng gào thét, niềm hy vọng của tất cả đệ tử Ma đạo. Bảo vệ quốc gia chừng trị kẻ ác, đạo giáo tự nhiên trảm tâm ma. Tại sao chúng ta phải chiến đấu? Câu trả lời được khắc trên thân kiếm vạn thiên châm ngôn. Nhưng giờ đây, những ký tự khắc trên vạn thiên châm ngôn đang mất ánh hào quang, hóa thành những ký tự màu đen ngòm nhiễm đầy ma ý. Khi ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau, vạn thiên châm ngôn bỗng ngừng biến đổi. Ký tự khắc trên thân kiếm, một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối. Thái cổ nguyệt ma có song diện thần tính, u huỳnh và trúc chiêu tương ứng tiên thiên lưỡng nghĩa, bản thân tùy hỏa có sự đối lập giữa sự sống và cái chết, nỗi ám ảnh của hắc bạch xà thiên sứ có người được bao bọc trong ánh sáng như quang thiên sứ cũng có đọa thiên sư bị nhuốm bẩn vào ô uế bây giờ thanh kiếm của tôi cũng giống như những vị cường giả đó phân làm hai mặt đen trắng một bên là đạo một bên là ma khi phù văn trên thân kiếm đang bình tĩnh trở lại vĩnh hằng kiếm thể của tôi ngừng vỡ vụn rồi bắt đầu khôi phục cơ thể ma ý suy yếu đạo tâm trỗi dậy sức mạnh lục đạo luân hồi mà nữ đế để lại trong huyền quan của tôi trước đó đã ngăn chặn quá trình ma hóa ngay phút cuối Cuối cùng, nhờ sự kiểm soát thất khiếu linh lung tâm, ma và đạo đã có được sự cân bằng hoàn hảo. Từ lúc này, có nhập ma hay không hoàn toàn dựa vào suy nghĩ ngay tức khắc của tôi. Tôi từ từ đứng dậy, sinh cơ đã mất được tái hòa nhập vào cơ thể mới của tôi. Trước đây, cơ thể của tôi là Vĩnh Hằng Kiếm Thể, nhưng bây giờ cơ thể của tôi được gọi là Hỗn Loạn Kiếm Thể, thậm chí sức mạnh mà nó chứa đựng còn hung bạo hơn trước. Vận mệnh, đạo tổ, thời không, kể từ khi sinh ra, tôi đã phải chịu đựng ba trận khảo nghiệm tàn khốc cuối cùng họ đã chọn tôi và bây giờ tôi đã quyền đưa ra sự lựa chọn của riêng mình tôi đứng yên ở ngã tư bên trái là ma và bên phải là đạo thùy họa không hề ngạc nhiên khi thấy tôi đứng dậy con mắt sâu như vực thẳm lạnh nhạt nhìn tôi tôi nhìn cô ấy khuôn mặt quen thuộc nhưng giờ đây tâm trạng khác hẳn thùy họa nhẹ nhàng thở dài nói tạ lan anh muốn đi hướng nào em đang đợi anh đưa ra lựa chọn phải không tôi hỏi gà gà theo gà gà cho theo chó dù anh chọn đi đường nào, em cũng sẽ đi cùng anh đến tận cuối con đường. Không chỉ mình em đang chờ anh đưa ra quyết định, chúng sinh thiên hạ cũng đang chờ đợi lựa chọn của anh đấy. Ma hay đảo, tại sao nhất thiết phải đưa ra lựa chọn, đứng yên tại chỗ không ổn sao? Ý anh là gì? Thùy Hòa Cao mày hỏi. Anh nghĩ, với tư cách là vợ của anh, em phải luôn hiểu suy nghĩ của anh trước người khác mới phải. Nói xong, tôi khẽ mỉm cười, rồi lại đi về phía cánh cổng chúng sinh. Tôi không có lựa chọn, đạo và ma đồng thời vẫn ở trong lòng tôi. Đẩy bằng hai tay, không đen cũng không trắng, không tốt cũng không xấu, không đi cũng không đến. Cánh cổng chúng sinh đột nhiên mở ra, tôi bước vào lĩnh địa của thiên đạo, nhưng không thấy Thùy Hỏa đi cùng mình, quay lại nhìn cô ấy vẫn đứng đó, tay cầm một bông hoa sen màu đen mỉm cười nhẹ nhàng. Em đang cười gì thế? Tôi hỏi, ăn cơm mềm nhiều năm như vậy, thật oan uổng cho anh rồi. Thùy Họa nhẹ nhàng nói, tạ lan ca ca, trước đây, em luôn cho rằng không ai có thể vượt qua ma đạo tổ sư nhưng bây giờ em nghĩ anh còn mạnh mẽ hơn ngài ấy đúng vậy mạt lăng không bằng cậu ấy phá quân hộ pháp thiên tôn bình tĩnh nói theo bản năng tôi muốn bày tỏ sự khiêm tốn nhưng nghĩ một hồi lại từ bỏ vẻ hào nhoáng oai vệ của đạo tổ đã bao trùm cả cuộc đời tôi mà việc tôi thể hiện phong thái của bản thân trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng là một điều đáng tự hào theo tôi vào trong thôi cuộc chiến thiên đạo đã chính thức bắt đầu trong khoảng không vạn cổ của vũ trụ, khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra, vô số người thở dài một hơi. Tôi không đưa ra lựa chọn nào, nhưng lựa chọn đó đã chiến thắng trước bất cứ lựa chọn nào khác. Tạ mặt lăng quả thực không chọn nhầm người, tạ lưu vân thở dài cảm thán, nhân đạo tổ sư, ngài nói như vậy có vẻ không đúng lắm. Tử dục nữ đế nói, ô, tử dục nữ đế có ý kiến gì sao, quan sát vực thẳng, vực thẳng cũng sẽ nhìn thẳng vào trái tim của người đó. Thay vì nói tạ mạt lăng và vận mệnh đã chọn tạ lan, thì nên nói chính tạ lan đã chọn họ. Tạ lan trước đây có thể không có tư cách, nhưng ngày ấy của ngày hôm nay nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cửu thiên thập địa, thần quỷ tiên ma. Người nói đúng, hình thái thú của tham lang kim ngao đã biến mất, hình dạng con người xuất hiện. Khương Tuyết Dương mặc trang phục màu đen tuyền, đứng bên cạnh Liễu Chi Nhung đang khoác lên người áo giáp màu đen. Ma đạo, ma đạo, hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu được ma đạo rốt cuộc là gì liễu chi nhung nói đừng nói là cô nếu anh ấy không đưa ra sự lựa chọn này ta cũng không biết ma đạo rốt cuộc là gì đó là ma cũng là đạo chúng sinh bình đẳng không phân biệt giống loài trong cửu umt nữ đế thả thanh kiếm lục đạo luân hồi xuống giữa hai lông mày lộ ra vẻ mất mát chiêu này của tạ lan thâm sâu khó lường tuyệt diệu vô cùng không biết tại sao nữ đế bệ hạ lại thất vọng như vậy mạnh bà thiên tôn thắc mắc hỏi à cô đã làm nữ đế quá lâu rồi ta thật muốn cùng cậu ấy hóa thành ma rồi rời khỏi đây. Mạnh bà trầm mặt không nói nên lời, khó trách khi còn sống mặt lăng lại cô đơn như băng tuyết ngàn năm, tìm khắp thế gian này, ngoài tạ lan ra, còn ai có thể hiểu được ý định ban đầu của ông ấy khi sáng lập ra ma đạo chứ? Quy khư, thánh ma sơn, Huyến ảnh thập vạn thần ma lại tiếp tục ẩn náu xuống địa mạch, đồng thời, cơ thể của tạ ẩn tràn ngập ma ý ngút ngàn. Nam Hoa đứng trên lưng côn bằng, đạo bào của bà ấy tung bay theo làn gió. Đột nhiên, Nam Hoa rút thần pháp kiếm ra, cầm kiếm phong lôi kiếm kiên quyết nhắm thẳng về phía trước. Cánh cổng chúng sinh đã được mở ra, tam giới lục giới, hãy theo ta vào thiên quốc. Bốn ngàn vạn chiến binh nhân gian đồng thanh đáp, trời sẽ diệt chúng sinh, chúng sinh sẽ diệt trời. Bốn ngàn vạn chiến binh nhân gian hét lên, âm thanh dung chuyển vạn cổ hư không. Đại bằng giang rộng đôi cánh, chớp mắt ngự không bay chín vạn dặm. Cuộc chiến thiên đạo, chính thức nổ ra, chương 1480, ngũ lâu thiên đạo trên trời bạch ngọc kinh, 12 thành năm lầu, tiên nhân xoa đầu nhỏ, vén tóc trúc trường sinh, một, một trích thơ lý bạch, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Tiến vào cánh cửa chúng sinh, thứ đập vào mắt chính là phong cảnh của thiên quốc. Biển mây mờ ảo, tươi đẹp lạ lùng, tiếng nhạc tiên rót bên tai, tay áo phấp phới tung bay. Đột nhiên vạn kim quang kéo đến, khí lành khắp nơi bốc lên. Ngọc Hoàng mở ra trời cao xanh thẳm, mà ngân giới lại lạc mất hoàng hôn. Biển mây rộng lớn, mênh mông vô cùng, trời cao ngàn nhẫn hai, leo thang kia tìm đường. Biển sâu 3 vạn dặm, vượt sóng gió mà đi. Hai nhẫn đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước. Thiên quốc tráng lệ, vượt xa cả thiên đình, vượt qua cả tổ đình của Tiên đạo Băng Tuyết Côn Lôn, tiếp quản sự sáng tạo trong trời đất, sáng tác ra những chương nhạc thánh thoát nhất khắp vạn cổ hư không. Mỹ lệ đến cực điểm, đồng thời cũng vô cùng thần thánh thiêng liêng. Bước chân đến đây, cho dù là kẻ nào trong đám chúng sinh thì cũng nhỏ bé khiêm nhường chẳng khác nào một hạt bụi. Có dùng hết tất cả ngôn từ trong cõi nhân gian cũng không thể nào miêu tả chính xác thiên quốc. Thiên quốc tráng lệ quá đi mất. A à Lê không nhịn được thở dài một tiếng cảm khái. Tôi tự thấy bản thân trước nay đều chưa từng hâm mộ trường sinh, cũng chưa từng cố ý tìm kiếm trốn tiên cảnh. Với tôi mà nói, nơi nào lòng này yên ổn nơi đó chính là quê hương. Nguyện làm nguyên ương chẳng làm tiên. Thế nhưng, ngắm nhìn phong cảnh thiên quốc trước mắt trong lòng không khỏi cảm thấy mê hoặc vô cùng. Lòng thầm nghĩ, chẳng trách thần, mà trong thiên hạ đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của trường sinh, nếu có thể sống đời đời ở thiên quốc, kẻ nào còn có thể chán ghét thời gian quá dài chứ. Chỉ đáng tiếc, thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều không thuộc về đệ tử ma đạo, mà chúng tôi đến đây cũng chẳng phải vì lễ bái thiên đạo. Sau khi bình tĩnh trở lại, sát ý bắt đầu tập trung. Tôi phóng thần niệm của mình khắp bốn phương tám hướng, rất nhanh liền phát hiện vị trí của 12 thành năm lầu giữa biển mây. 12 thành này bảo vệ bốn phương thiên quốc, năm lầu trấn thủ cánh cửa chúng sinh. Sau khi quân đoàn thiên sứ ngã xuống ở thần giới, năm lầu 12 thành đã trở thành tấm khiên chắn cuối cùng của thiên quốc. Muốn khiêu chiến thiên đạo, trước tiên nhất định phải thắng được tôn chủ của năm lầu và thành chủ 12 thành, khi ấy mới có thể đối mặt với thiên đạo. Trong năm lầu, mỗi một nơi đều ẩn chứa sát ý, vừa thần bí mạnh mẽ không thể xâm phạm, lại thêm trăm vạn sát khí trùng trùng mai phục. Nghe nói tôn chủ của năm lầu đã sớm đạt đến cảnh giới đỉnh phong trí tôn, chiến lực so với chư thần thái sơ cũng chẳng hề suy kém. Còn về 12 thành, nơi này cất giấu trăm triệu tàng binh, nhiều không kể xiết, tuyệt đối không phải là chuyện mà một kẻ đơn thương độc mã có thể ứng đối được, phải đợi côn và nam hoa tới mới có thể bàn bạc kế hoạch. Chúng tôi đến trước chỉ để mở cánh cửa chúng sinh, lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Tạ Lan, phía trước có năm lầu đang chấn thủ nơi này, mà chúng ta cũng có 5 người. Thùy Họa giơ tay chỉ về năm tòa lầu ẩn trong biển mây, nói. Em muốn thách đấu năm vị tôn chủ sao? Tôi hỏi, thế nào, anh không muốn à? Thùy Họa hỏi ngược lại, năm lầu kết nối với nhau, một nơi động thì nơi khác cũng động theo, nếu em muốn khiêu chiến tôn chủ của năm lầu, phải xem ý của mọi người thế nào? Tôi nói, về phần phá quân hộ Pháp Thiên Tôn thì khỏi cần nói nhiều, bất luận đối mặt với thách thức cỡ nào, ý chí chiến đấu cũng chưa từng suy giảm, A à, Lê cũng nóng lòng muốn thử sức, lúc này trên cơ thể cô đã có được ba phần thần tính, chẳng sợ bất cứ thử thách nào. Chỉ có bạch thắng tuyết là trù trừ không quyết, im lặng một lúc rồi nói, từ thần các hạ, ta chỉ e bản thân không đủ thực lực tới khiêu chiến tôn chủ của năm lầu. Vốn cũng chẳng mong chờ gì ở ngươi, ta đang hỏi đạo thần. Đạo thần, ý của ngươi thế nào? Thùy họa hỏi, ngũ lâu thiên quốc hung hiểm khó lường, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Giọng nói của đạo thần từ trong thương thiên tạc truyền ra cho dù cái giá phải trả không hề nhỏ cũng tốt hơn để chúng sinh gánh chịu đại nạn sinh tử được nếu ngài đã có hùng tâm như vậy ta đây quyết phụng bồi đến cùng đạo thần đáp ngươi chọn tòa lầu nào thùy họa hỏi thần niệm của ta không nhiều chiến lược nay không bằng xưa cho dù có thương thiên tạc trong tay cũng không nắm chắc sẽ giành thắng lợi nghe nói năm lầu ở thiên quốc bên trái là nơi ghê gớm nhất vậy ta đây sẽ chọn bên phải đạo thần nói ngươi đúng là biết chọn đó Sớm biết như vậy đã chẳng hỏi ngươi đầu tiên. Thùy Hòa cười nói, ha ha, kẻ có tài thường nhọc nhằn, phải biết lượng sức mà làm. Đạo Thần chọn tòa lầu cuối cùng bên phải, A Lê Suy đi tính lại, cuối cùng từ bỏ giành giật lầu giữa với phá quân, quyết định chọn lầu đầu tiên bên phải. Ba người đã chọn xong, tiếp theo chỉ còn lại tòa thứ nhất và tòa thứ hai ở bên trái. Tạ Lan, chúng ta chọn sao đây? Thùy Hòa hỏi ý kiến của tôi. Rõ ràng là một câu hỏi, thế nhưng sâu trong đôi mắt đã sớm có quyết định có thể nhường anh một lần không? Tôi dịu dàng thuyết phục, anh muốn chọn tòa đầu tiên. Ừ, oản tù tì đi, Thùy Hỏa không chịu thỏa hiệp. Được, oản tù tì rất đơn giản, ra đá, ra đao hoặc ra giấy. Vừa đếm đến ba, thắng bại đã phân. Tôi chọn ra đá, Thùy Hỏa, liền ra đao. Trên thế gian này chẳng có loại đá nào đủ cứng để địch lại đao minh hà của tử thần. Được rồi, em thắng rồi. Ha ha, tạ lan, cả đời này anh đừng mơ thắng được em. Mang theo tiếng cười khúc khích. Thùy Hỏa hóa thành một con cú đêm, nhanh như chớp bay về phía thành lâu đầu tiên bên trái. Trận chiến ngũ lâu bắt đầu, Thùy Hỏa là người đầu tiên ra tay, chúng tôi cũng vội vàng tham gia. Biển mây mênh mang, năm tòa lầu cách nhau rất xa, mỗi một lầu đều có lãnh địa tuyệt đối thuộc về riêng mình. Sau khi chúng tôi đặt chân vào lãnh địa này, ngay lập tức sợi dây liên lạc thần niệm liền bị cắt đứt, cũng chẳng cách nào cảm nhận được sự tồn tại cũng những người còn lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là hủy diệt tòa lầu đã chọn càng nhanh càng tốt, sau đó mới có thể bước ra để đi giúp đỡ người khác. Đây là một tòa lầu rất nhỏ, trang nhã, cũ kỹ và điêu tàn. Ngày cả nửa tia sát ý cũng không thể cảm nhận được. Bên trên biển tên đã mục nát có viết hai chữ Giang Nam, như thể bất kỳ lúc nào cũng có rơi xuống. Cả tòa lầu bị vây trong mưa bụi mịt mù, rất có dáng vẻ tình thơ ý họa. Tuy nhiên, khi bước chân tôi vừa đặt lên bậc thềm, khí thức vây quanh tòa lầu đột nhiên liền thay đổi. Liền sau đó, kiếm ý từ tám hướng bay lên. Chương 1481: Kiếm trận thuần dương 1. Đây là một tòa kiếm lâu, mưa bụi, giang nam, kiếm. Khi gót chân tôi vừa đặt lên bậc thềm, kiếm ý từ khắp tám hướng nổi lên, mưa gió mịt mờ. Như thể nếu tôi dám tiến thêm một bước, mưa gió trong nháy mắt sẽ cướp sạch một thân tu vi chân khí của tôi, mà đồng thời tất cả thể ngộ liên quan đến đạo pháp của tôi một đời này cũng sẽ bị gió mưa thổi bay. Lùi một bước, tôi vẫn sẽ là vĩnh hằng kiếm chủ, kiếm khí vô tận, sát phạt vạn vật trong vũ trụ thậm chí có thể chém nát tòa lầu nho nhỏ trong mưa bụi mịt mờ này chỉ bằng một nhát kiếm nên tiến hay nên lùi những kẻ chỉ biết cái lợi trước mắt nhất định sẽ lựa chọn lui bước thế nhưng nếu tại đây tôi chấp nhận lùi một bước cả đời này cũng đừng mong có cơ hội sửa chữa những tỷ vết trong kiếm pháp của mình vĩnh hằng kiếm chủ đại diện cho thành tựu vinh quang nhất của kiếm đạo đạt đến cảnh giới không kẻ nào có thể vượt qua thế nhưng cảnh giới cao không có nghĩa là kiếm đạo đã hoàn mỹ những con đường quanh co lắt léo mà tôi đã trải qua trên đường tu hành kiếm đạo những thất bại mà bản thân gặp phải vẫn còn ở đó chỉ là cảnh giới đã được nâng lên cao kết quả thực không đáng kể chu trừ không quyết bỗng nhiên lại nghĩ tới vì cứ gì tòa nhà này lại là một kiếm lâu kia chứ nếu như thùy họa lựa chọn tòa lầu này chỉ cần một đao liền chém nát vậy thì sự tồn tại của kiếm lâu còn có ý nghĩa gì nghĩ đến nghĩ đi bản thân cũng chỉ đem chuyện này quy về cõi hu minh trong u um minh tất ẩn chứa ý trời, tôi tu kiếm, thế nên kiếm lâu này được sinh ra duy để đối phó với tôi. Trong lúc bản thân còn đang ngập ngừng do dự, trong kiếm lâu bỗng truyền đến một tiếng sáo ngân nga, bồng bềnh trôi giạt khiến tôi không khỏi tập trung lắng nghe. Ban đầu thật ai oán, não nùng rên rỉ như sầu như thảm, như khóc như than. Sau đó khúc nhà càng lúc càng trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, tựa như người với người dần dần chia xa, cách núi ngăn sông, bóng lưng tan biến. Tiếng sáo ẩn giấu kiếm ý, Thứ đã mất đi sao có thể tìm lại. Lặng lẽ nghe hết khúc nhạc này, tôi bước qua màn mưa tiến vào kiếm lâu. Trong lâu chẳng có chỗ ngồi, trống không hết cả. Đứng ở cửa sổ đối diện là một người đàn ông đội nón che, trên người khoác đạo bào màu đen. Trong tay ông ta cầm một chiếc sáo ngọc, trong nhạc có tình, trong sáo ẩn kiếm. Người đàn ông quay mặt về phía tôi, nón che kéo xuống rất thấp, tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy. Thế nhưng bóng dáng này khiến tôi cảm thấy có vài phần quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi bản thân đã từng gặp qua ở đâu không hổ là vĩnh hằng kiếm chủ không thể chấp nhận một tia tì vết trong kiếm đạo người đàn ông bình đạm nói nếu không phải vì một khúc sáo này của các hạ ta chưa chắc đã tiến vào kiếm lâu này tôi nói ngươi vì sao mà tới ông ta hỏi vì kiếm mà đến kiếm ở nơi nào kiếm ở vốn cho rằng bản thân đối với kiếm không gì không biết thế nhưng lúc người đàn ông kia hỏi một câu kiếm ở nơi nào tôi bỗng chợt nhận ra bản thân chẳng thể nào đưa ra một đáp án chính xác. Thanh kiếm ngàn vạn sấm ngôn vốn đang nằm trong tay, thế nhưng kể từ khoảnh khắc tiến vào tòa kiếm lâu này, sợi dây kết nối giữa tôi và nó liền bị đứt đoạn. Điều này quả thật kỳ lạ, rõ ràng kiếm đang trên tay, trong lòng lại chẳng có kiếm. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngàn vạn sấm ngôn, chuyên chú nhìn kỹ phủ văn đen trắng khắc trên đó. Dần dần, mạch suy nghĩ của tôi như tan ra, thanh kiếm ngàn vạn sấm môn trong tay không ngừng thay đổi hình dạng, có lúc giống như trái hạnh đỏ đung đưa trong gió lúc lại như lá sen uyển chuyển trôi đi như chiếc ô giữa ngày mưa như cái cuốc trong đồng ruộng cái muôi của đầu bếp đao của đồ tể cây bút của họa sĩ bàn tay của mỹ nhân rõ ràng là một thanh kiếm hàn quang tỏa ra kiếm cách rõ ràng thế nhưng vào lúc tôi chăm chú ngắm nhìn nó lại cái gì cũng giống duy chỉ có kiếm là không kiếm ở nơi nào người mặc áo đen lại hỏi trái tim tôi bắt đầu hoảng loạn bởi vì tôi đã đánh mất kiếm của mình sau đó, một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm trong đầu tôi, trận chiến thiên đạo sắp sửa nổ ra, tôi có thể đánh mất tất cả, nhưng không thể mất đi thanh kiếm của mình. Tôi hướng thần niệm tập trung vào huyền quan, soi khắp vạn vật ở nơi đó, thế nhưng vẫn chẳng phát hiện dấu vết nào của thanh kiếm. Cái gì gọi là kiếm? Một bậc kiếm khách vô song, bất kỳ cành cây gỗ đá gì đều có thể dùng làm kiếm. Mà trong tay tôi đang cầm kiếm, lại chẳng biết kiếm ở nơi nào. Thần thông, thuật pháp chiêu thức sát phạt đều không phải là kiếm người áo đen nói vậy cái gì mới gọi là kiếm kiếm chẳng liên quan đến sinh tử đến yêu hận không phải vì bảo vệ cũng chẳng vì báo thù không phải dũng cảm quyết đoán cũng chẳng vì cái chết mà sinh ra không phải thiện cũng chẳng phải ác nói mau kiếm rốt cuộc là gì tôi lớn tiếng hỏi nỗi sợ trong lòng càng lúc càng dâng cao bởi vì tất cả những gì ông ta nói chính xác là những lý giải về kiếm của tôi trước đây kiếm là một phần, người đàn ông áo đen cuối cùng đã đưa cho tôi câu trả lời. Vì sao chứ? Chương 1482, kiếm trận thuần dương 2. Cố tình theo đuổi kiếm đạo trí cao cũng chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Kiếm đạo không có giới hạn cuối cùng, cái gọi là vĩnh hằng kiếm chủ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương cả đời bị chôn vùi bởi kiếm mà thôi. Ông đang cố tình phá vỡ tâm cảnh của ta. Tôi lạnh lùng hỏi, ha ha, người hẳn là biết điều ta nói vốn không sai, không chỉ vậy, trong sinh mệnh của ngươi nhất định đã từng nhìn thấy kẻ bị kiếm chôn vùi suốt cả một đời lời này của ông ta nhắc tôi nhớ đến lữ thuần dương một kẻ vì kiếm mà sinh cuối cùng lại vì kiếm mà chết suốt một đời của lữ thuần dương ngoại trừ kiếm cũng chẳng còn thứ gì khác trói buộc trái tim thậm chí một đời này của ông ta có thể dùng một chữ kiếm để tóm tắt đáng tiếc nếu tách khỏi kiếm ông ta cũng chẳng còn gì thực đúng là hai bàn tay trắng ta và người đó không giống nhau kiếm là kiếm ta là ta ha ha, nếu ngươi thực sự có thể làm được điều bản thân vừa nói, vì cứ gì lại sợ hãi như vậy, nếu như lúc này trong tay chẳng có kiếm, ngươi còn dám đối mặt với thiên đạo sao? Tôi một lần nữa lại rơi vào im lặng, kiếm từ lâu đã vô hình, sớm trở thành một phần cơ thể của tôi. Không có kiếm, tôi hoàn toàn chẳng thể đi đến ngày hôm nay, càng không có dũng khí để quyết chiến với thiên đạo. Ta còn có bạn bè, còn có thê tử, có nghìn vạn đệ tử ma đạo thề chết không sơn. Ta có tín nhiệm, gánh vác trên lưng vận mệnh của tam giới lục đạo. Nếu như không có kiếm, người còn có cái gì? Ta, cái gì cũng không có. Không có kiếm, tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, một tất cả những thứ kể trên đối với tôi mà nói chẳng chút liên quan. Một phàm phu tục tử, chỉ người bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội. Bởi vì tôi sẽ chẳng có sức mạnh tương ứng, cũng chẳng có dũng khí để đảm đương. Chẳng thể ngờ nổi, người đàn ông này chỉ dùng vài lời liền có thể đánh tan phòng ngự trong lòng tôi, tôi bắt đầu hối hận vì đã tiến vào tòa kiếm lâu này. Nếu không tiến vào, tôi vĩnh viễn là vĩnh hằng kiếm chủ, một kiếm nhẹ nhàng hủy diệt cả sơn hà. Đáng tiếc, bây giờ cho dù có hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi đã đánh mất kiếm của mình, cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong kiếm lâu. Trừ phi, tôi có thể tìm được kiếm của mình. Ngoài trời mưa bụi phấp phới, màn mưa che khuất tầm nhìn, cũng cắt đứt sợi dây kết nối giữa tôi và kiếm. Bỗng ầm một tiếng, người đàn ông rút ra cây kiếm từ trong sáo ngọc, đến trước mặt tôi nón che vẫn kéo xuống rất thấp, tôi không nhìn được mặt ông ta, thế nhưng có thể cảm nhận được sát ý vô tận trên người kẻ này. Kiếm lâu là kết giới, cũng là một trận pháp, người chủ trận chính là người mang áo đen ngay trước mắt tôi đây. Kể từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên bậc thềm, pháp trận đã được khởi động, giờ đây người tôi bị nhốt trong kiếm lâu, bốn phương tám hương nơi nơi đều là tử địa, chẳng thể nào chạy trốn. Thế nhưng, trận là vật chết, mà người là vật sống. Nếu nói tòa trận pháp này còn có cửa sinh, vậy thì chắc chắn nó phải nằm trên người người đàn ông áo đen trước mặt này. Là ông ta đã khóa kín tòa trận pháp, đồng thời, kẻ này cũng là sơ hở duy nhất trong pháp trận này. Vấn đề là, tôi phải làm sao để có thể tìm ra sơ hở trên người ông ta? Kiếm của áo đen không hề nhanh, mặc dù sát ý nồng đậm vô cùng, nhưng dù gì thân phận của tôi cũng là vĩnh hằng kiếm chủ, là sự cấm kỵ của tất cả kiếm pháp. Ngay cả khi mất đi thân phận này, kiếm thể hỗn loạn vẫn giữ lại vài phần sức mạnh kiếm tuy rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn từng đường từng đường đâm tới. Chỗ đâm tới vừa hay là huyện thần đình của tôi, một luồng nhiệt nóng sinh ra, máu tươi từ tư chán chảy dòng dòng xuống đất, chẳng biết sự trùng hợp này là may mắn hay xui xẻo, máu lại rơi đúng vào bàn tay cầm kiếm của tôi, uốn lượn chui vào trong thân kiếm. Khoảnh khắc huyết mạch kết nối với nhau, tôi đã tìm được kiếm của bản thân, cũng đúng lúc này, kiếm thế của người đàn ông áo đen đột nhiên dừng lại, cố gắng thế nào cũng không thể xuyên thủng. Tôi không hề phản kích, cũng chẳng nói nhiều thêm dù chỉ một từ. Xoay người rời khỏi lầu nhỏ, tiến vào trong màn mưa. "Ngươi vì sao lại không giết ta?" Sau lưng, người đàn ông mặc áo đen lớn tiếng cất giọng hỏi. "Ta đã từng giết ông một lần, cớ gì nhất định phải lặp lại chuyện xưa?" "Ngươi biết ta là ai?" Kiếm là mộ phần, lời này đại khái cũng chỉ có ngươi mới nói ra được, Lữ Thuần Dương. "Bị tôi xé rách thân phận." Giọng nói của Lữ Thuần Dương liền thay đổi, trở nên oán độc vô cùng, "Tạ Lan, ngươi cũng là kẻ nằm trong mộ." không có kiếm, ngươi cũng chẳng làm được điều gì. ngươi sai rồi, cho dù không có kiếm, ta vẫn là ta như trước. ha ha, là ta lựa chọn kiếm, chứ nào phải kiếm lựa chọn ta. bản thân kiếm đã đủ vĩ đại, thế nhưng kẻ vĩ đại thực sự phải là người dùng kiếm. rứt lời, tôi ngử kiếm xuyên qua mưa gió, bay về phía tòa lầu đầu tiên. phía sau lưng tôi, kiếm lâu điêu tàn không còn chịu nổi sự tàn phá của mưa gió, ầm ầm sụp đổ mà chấp niệm cuối cùng của Lữ Thuần Dương đối với kiếm cũng theo kiếm lâu mà tiêu tan. chương 1483, Ma Thần Trăm Binh Điều tôi lo lắng nhất là an nguy của Thùy Họa. lầu đầu tiên chính là nơi mạnh nhất trong năm lầu của thiên đạo, kẻ trấn thủ lầu này có sức mạnh chẳng hề thua kém so với chư thần Thái Sơ. Đáng tiếc, tôi đã đánh giá thấp chiến lực của Thùy Họa rồi. Đợi đến khi tôi cầm kiếm đuổi đến nơi, vừa hay nhìn thấy cô ấy cầm đao xé rách kết giới, nhảy vào hư không. Sau lưng Thùy Họa là một biển lửa, cả một tòa lầu đã hóa thành một đống phế tích trong biển lửa đó. Nhìn thấy tôi, khóe miệng Thùy Hỏa khẽ nhếch lên, một nụ cười như nắng mai xuất hiện. Lầu đầu tiên là kẻ nào? Tôi hỏi, truyền thuyết kể rằng, ở thế giới cổ xưa từng có một vị thần thủ công, nhờ cảm ngộ được khí canh kim trong trời đất mà rèn đúc ra trăm loại binh khí. Ban đầu ông ta muốn chế tạo một thanh kiếm, kiếm vừa thành hình, trời liền dáng mưa máu, quỷ thần khóc than. Thần thủ công cảm thấy thanh kiếm này lai lịch không rõ ràng, vốn chuẩn bị đưa kiếm thai vào lò luyện chế lại. Kiếm thai bị ngọn ly hỏa nung liền 7749 ngày vẫn chẳng thể thiêu hủy, cực chẳng đã, thần thủ công đành tìm đến thiên đạo khi ấy hãy còn là vị thần vĩ đại để cầu giúp đỡ. Thiên đạo nói, tà linh đã thành hình, nếu cưỡng chế luyện hóa chỉ dẫn đến đại kiếp trong thiên hạ, sinh linh đổ thán khắp nơi. Sau đó thì sao, kiếm thai đó cuối cùng làm thế nào để xử lý? Tôi hỏi, kiếm thai bị thiên đạo mang đi, luyện thành một thanh đao. Kiếm là vua của trăm binh, tà khí ẩn trong thân kiếm, thế nhưng bậc có phong độ quân tử vẫn có thể khống chế được. Mà đao lại là trùm của trăm binh, nếu luyện chế thành đao sẽ chỉ thêm kích phát hung hiểm, càng thêm khó phần khống chế. Tôi nói, thứ thiên đạo muốn chính là một binh khí nguy hiểm như thế. Thùy Hòa cười lạnh nói, bằng cách đó, một cỗ tà khí thái sơ mang sức mạnh cuồng bạo liền được thiên đạo giấu trong thân đao. Từ đó về sau, không một ai còn trông thấy thanh đao này. Ngoại trừ thần thủ công, cũng không một ai biết đến sự tồn tại của nó. Mãi cho đến khi thế giới cổ xưa sụp đổ, thiên đạo rút thanh đao này điên cuồng đổ sát chư thần thái sơ, nuốt chừng thần lực của chư thần vốn dùng để đối kháng với sát kiếp do pháp tác trời đất giáng xuống. Sau đó, thiên đạo thành công thoát thân khỏi pháp tắc trời đất, thanh đao này cũng thành công rút lui, bị thiên đạo giấu trong hư không. Bởi vì đao này đã nếm máu tươi của chư thần thái sơ, trải qua vô số ngàn năm dần dần liền hình thành linh thức, cuối cùng tu thành hình người, được gọi là đao ma thần. Nói như vậy, kẻ chấn thủ ở lầu một chính là vị đao ma thần này rồi. Không sai, đáng tiếc. Đao ma thần dù cho có được sức mạnh đồ thần thì cũng không thể địch lại đao minh hà trong tay em. Đao minh hà được sinh ra ở vùng đất em mờ dương diệt việt, chẳng qua cũng chỉ là một cỗ tà khí từ thời thái sơ, lấy gì để đối địch chứ. Cũng không phải vậy, sức mạnh hủy diệt của cỗ tà khí thái sơ này thế nhưng chẳng hề suy kém so với đao minh hà. Sở dĩ em có thể đánh bại nó cũng không phải nhờ có đao minh hà. Vậy thì dựa vào cái gì? Đao ma thần đừng đổ sát vô số chư thần thái sơ, mà trong mệnh cách của em chứa đựng hồi ức của các vị thần này. Trong lúc chiến đấu với đao ma thần, chỉ cần dùng hồi ức của chư thần thái sơ xâm nhập vào cơ thể của đao ma thần liền có thể phá vỡ tâm cảnh của kẻ này. Ra là như vậy, sau khi đao ma thần ngã xuống, trăm vạn binh khí tàng trữ trong lầu các này cũng bị Thùy Họa dùng lửa linh hồn thiêu sạch. Tôi và Thùy Họa lần lượt rút khỏi nơi này, ba tòa lầu mà phá quân, A Lê và Đạo Thần lựa chọn thế nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Bạch Thánh Tuyết đang quay mặt về tòa lầu bên phải, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng không cần phải nói thành lời. Chư Thần cũng không phải kẻ toàn năng, mà Đạo Thần cũng chẳng chút thua kém, ngươi cũng không cần vì anh ta mà lo lắng. Thùy Hỏa bước đến bên Bạch Thánh Tuyết, nhẹ nhàng nói. Nhưng chàng ấy cũng chẳng phải Đạo Thần của trước kia, có Thương Thiên Tạc trong tay, cho dù chỉ là một tia tàn hồn, sức mạnh ấy cũng chẳng hề thua kém so với thời Hoàng Kim. Hy vọng là vậy, cô xem, anh ta không phải đã quay lại rồi sao? Lời này của Thùy Hỏa vừa cất lên, tòa lầu thứ năm cũng ầm ầm sụp đổ. Trận này vừa xong, đạo thần trong hình dáng con người mang theo thương thiên tặc giải bước về phía chúng tôi. Xem ra trận chiến này nhà anh cũng thu hoạch được không ít. Thùy Hỏa cười tùm tìm nói, thần niệm của đạo thần vốn dĩ đã khô kiệt, ngay cả hình người cũng chẳng thể hiển hóa, chỉ có thể trốn trong thương thiên tặc. Trong trận chiến này nhất định anh ta đã hấp thụ không ít sức mạnh của thần, thế nên mới có thể một lần nữa hóa thành người đều nhờ có thương thiên tặc đạo thần khiêm tốn nói không biết đạo thần tiền bối đã gặp được vị tôn chủ nào tôi hỏi thương ma thần nghe anh ta nói như vậy tôi và thùy họa bốn mắt nhìn nhau trong lòng đều đã rõ ràng trong năm tòa lầu mỗi một tòa đều có một vị ma thần thùy họa dùng đao thế nên phải đối mặt với đao ma thần tôi dùng kiếm vì vậy mới gặp phải lữ thuần dương đạo thần dùng thương đương nhiên phải đối đầu với thương ma thần về phần vì sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy nghĩ đi nghĩ lại năm tòa lầu này chắc chắn còn ẩn giấu điều cổ quái gì đó cũng không phải như chúng tôi đã phán đoán lúc trước rằng bên trái mạnh nhất bên phải yếu hơn thiên đạo là chúa tể hư không giỏi nhất là tạo ra thứ gì đó từ trong hư vô huyền cơ của năm tòa lầu đều nằm trong một ý niệm của ông ta tính toán như vậy kẻ mà a lê thách chiến chắc chắn là tên ma thần tôi hỏi không sai Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn cũng dùng đao, nhưng đao ma thần lại chỉ có một, không biết cô ấy sẽ đối mặt với vị ma thần nào đây. Đao, kiếm, thương, tên vốn đều là những binh khí thường dùng trong quân doanh. Phá Quân vốn là một vị tướng quân sát phạt, kẻ đối địch với cô ấy sẽ không phải là ma thần binh khí. Vì sao chứ? Binh đối binh, tướng chiến tướng, người mà cô ấy phải đối phó tự nhiên cũng phải là một vị chiến tướng sát phạt khắp nơi. Dường như để xác nhận những lời này của Thủy Họa, một lát sau A Lê thành công quay lại, thần niệm có phần khô kiệt nhưng sát ý lại bừng bừng mạnh mẽ. Người cô ấy gặp chính là tên ma thần, lúc này, trên lầu năm của thiên đạo chỉ còn có mình phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vẫn chưa phá vỡ thế cục. chương 1484, Ngọc Quyết gặp nhau. Trước đây, người thần bí nhất trong ma đạo chính là đạo tổ. Trong đạo tàng không hề đề cập đến tên tuổi của đạo tổ, ngay cả Thùy Hỏa và Tuyết Dương, hai người tiếp quản mệnh cách phá quân cùng Tham lang cũng chẳng hề biết bất kỳ điều gì mãi cho đến khi tôi đến núi Cửu Nghi tôi mới khám phá ra bí ẩn về thân phận trần thế của đạo tổ ở nhân gian này mới biết được tên ông ấy là tạ Mạt lăng còn về danh tính thực sự của đạo tổ bí ẩn về thiên tặc tinh gần đây mới biết được thì miệng của đạo thần mà bây giờ khi chúng tôi chờ đợi phá quân quý vị tôi lại đột nhiên giấy lên sự tò mò về thân thế của bà ấy sát phá lang của ma đạo chẳng ai là có thân phận tầm thường cả đạo tổ là chuyển thế của thiên tặc và ông ấy đến từ vũ trụ bên ngoài tuyết dương mang trên mình hung thú tham lang kim ngao từ xa xưa vậy thân phận thật sự của phá quân là gì tên bà ấy lại là gì thùy họa em có biết tên họ của phá quân hộ pháp thiên tôn không tôi hỏi em chỉ biết cô ấy họ tần em phụ trách quản lý ký ức ngay cả tên của bà ấy em cũng không biết sao tên của tham lang hộ pháp thiên tôn còn có thể truy tìm ra được họ của cô ấy là khương tên vãn tình những ghi chép liên quan cũng có thể được tìm thấy trong ghi chép lịch sử của ma đạo nhưng còn về phá quân em chỉ có thể nói rằng cô ấy thần bí không kém gì đạo tổ thùy họa nói về thân thế của phá quân chưa chắc đạo tổ đã biết rõ hết thảy nếu không phải cô là thái sơ tử thần từng chạm vào ký ức của phá quân lúc ở hy di giới thì cô cũng sẽ không biết những chuyện này tuy nhiên ngay cả khi cô có thể cảm nhận được ký ức của phá quân thông tin mà cô có được cũng cực kỳ ít ỏi tựa như ký ức của bà ấy bị buộc phải xóa đi hoặc có thể bà ấy đã lựa chọn quên đi nó vậy những gì thùy họa nói càng khơi dậy sự tò mò trong tôi nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được đạo tổ là chuyển thế của thiên tặc tinh tham lang lại kế thừa ý chí của thần thú kim ngao có thể cùng bọn họ tạo thành mệnh bàn tam phương tứ chính thân thế của phá quân nhất định không đơn giản nếu không thì rất dễ sẽ mất đi sự cân bằng giờ đây ý chí và huyết mạch của tham lang hộ pháp thiên tôn đã hợp nhất với tuyết dương đạo tổ thì đã thân hóa hy di trở về với đất trời chỉ có thân thế của phá quân là chưa được sáng tỏ ban đầu tôi đoán rằng giữa thủy họa và phá quân ắt phải có mối liên hệ nào đó nhưng từ khi Thùy họa dần thức tỉnh mệnh cách thái sơ tử thần thì đã phủi sạch quan hệ giữa hai người ngay khi tôi còn đang nghĩ về thân thế cuộc đời của phá quân hộ pháp thiên tôn tòa tháp thứ ba cuối cùng cũng xuất hiện một sự thay đổi kinh thiên động địa trên tầng năm thiên đạo mỗi tầng đều có lĩnh vực riêng chỉ khi tiến vào lĩnh vực thì mới có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của mỗi tầng kiếm lâu giống như cảnh vật giang nam đổ nát và cũ kỹ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió mưa thổi bay. còn thành lầu của người khác trông như thế nào thì tôi không biết. nhưng cái của thủy hỏa tôi có thể đoán được. ngọn lửa linh hồn đang thiêu đốt mãnh liệt như vậy, đao ma thần chắc hẳn ẩn giấu không ít đao binh. lúc này tòa thành lầu thứ ba đã bùng nổ vô tận sát khí quân uy xuyên thủng qua bầu trời, có thể đoán được rằng quy mô của tòa thành lầu này chắc chắn không hề nhỏ. sát khí quân uy sộc thẳng cửu thiên, tiếng tù và cùng khói bụi lan khắp nơi. Tuy rằng hắn không thể thấy rõ bên trong tầng lâu thứ ba đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên tai thì truyền đến vô số tiếng thét giết chóc. Mọi chuyện diễn ra đúng như Thùy Hỏa đã suy đoán trước đó, binh chiến đấu binh, tướng đối quyết với tướng còn phá quân thì quyết chiến trên sa trường. Một tướng công thanh vạn cốt khô, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Chưa bao giờ có một phá quân nào chưa chiến đã bảo, vậy nên trong trận chiến chỉ có hai cái kết dành cho phá quân, hoặc là sống, hoặc là chết. Sương khói cuồn cuộn máu nhuộm đỏ toàn bộ khoảng hư không. Kết giới dung chuyển, như thể không công chịu được tác động của sát khí quân uy hùng vĩ. Tôi nhắm mắt lại và cẩn thận lắng nghe những thay đổi bên trong lĩnh vực thành lầu, dần dần một hình ảnh chiến trường hình thành trong biển ý thức của tôi. Đây không phải là tòa thành lầu mà là thành quan, phá quân mặc bộ giáp màu đỏ tươi, tập trung tấn công. Trên đỉnh thành lầu, tướng giữ thành là một phụ nữ, cũng mặc một bộ khải giáp màu đỏ tương tự. Điều khiến tôi kinh ngạc chính là khuôn mặt của nữ tướng này giống y hệt phá quân. Phía trên thành quan mai phục ngàn vạn binh, sau lưng phá quân cũng có ngàn vạn quân binh. Những quân binh này có linh hồn dũng sĩ, khí hy di cũng có anh linh minh giới tử huyền quan của Thủy Hỏa. Sau khi đánh thức thần cách thái sơ tử thần, Thủy Hỏa đã dành toàn bộ huyền quan cho phá quân và trao tất cả những gì có thể cho phá quân. ưu thế của chấn thủ cổng thành nằm ở việc chiếm giữ vị trí chiến lược của thành lầu, còn ưu thế của phá quân là nằm ở binh chủng chiến đấu mạnh mẽ của quân đội. Khi làn sóng tấn công dần bị đẩy lùi, trên bề mặt tụ thành một hồ máu, thi thể cùng xương cốt chất thành núi. Trận chiến giữa hai quân rất khốc liệt, sát khí quân uy từ hai vị tướng quân đều đang liều mình chiến đấu, trước mắt không cách nào đoán trước được kết quả thắng bại. Số lượng quân lính chiến tử ngày một tăng lên, nhưng cổng thành vẫn vững chắc, kiên cố không thể bị phá vỡ. Từ bất trưởng binh sao, đây chính là đạo của chiến thần sao người nhân từ thì không thể quản binh vì vậy dù là tướng thủ thành quan hay phá quân hộ pháp thiên tôn khi đối mặt với thương vong nặng nề cũng đều không hề có chút do dự tất cả chỉ có quyết tâm tiến về phía trước cuối cùng cuộc chiến của đại quân đã đi đến hồi kết thúc phá quân đã không còn một binh một tốt nào nữa trên cổng thành cũng chỉ còn lại mỗi một mình tướng thủ quan xuống đây đi tần ngọc phá quân hộ pháp thiên tôn nói không ngờ ta né tránh bao nhiêu năm nay cũng không thể tránh được trận chiến định mệnh này Tướng về trấn thủ thành quan tên Tần Ngọc nói, nếu đã là số mệnh, thì làm sao có thể tránh cho được, hay là ngươi sợ ta? Cùng là cao thủ trong chiến tranh nhân gian, vì cái gì mà ta phải sợ ngươi? Tần Ngọc cười khẩy đáp lời, vậy vì sao ngươi lại phải tránh né? Bởi vì ta hận ngươi, càng hận cha chúng ta hơn. Tại sao chúng ta lại sinh ra cùng một thời điểm, ông ấy đặt tên ngươi là Tần Quyết, lại đặt tên ta là Tần Ngọc? mươi 1485, Bổ Ngọc Vi Hoàn một Quyết, một vòng ngọc có lồng hồng ở giữa, không hoàn hảo nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự quyết đoán. Ngọc, ngọc quý, ví như vàng ở dạng cứng, ngụ ý kiên cố không dễ bị phá hủy, vững chắc như bàn thạch. Khi cha mẹ đặt tên cho con, họ luôn gửi gắm một chút mong muốn nào đó trong đó. Hai cô con gái của nhà họ Tần, một tên Ngọc, một tên Quyết, nhìn bề ngoài thì đều mang nghĩa châu báu ngọc ngà, nhưng đằng sau lại ẩn chứa ý nghĩa khác. Ta lại cho rằng cha luôn bênh chị mới phải từ nhỏ chị đã nhận hết tình yêu thương cùng sự cưng chiều. Phá quân nói, bề ngoài thì đúng vậy, chị được mọi người yêu quý, nhưng em lại bị ghẻ lạnh. Khi trở thành tướng quân, chị mới biết rằng chị sớm đã vượt qua cha, đã tới đỉnh cao thiên hạ, cũng chính nhờ thế mà trở thành niềm tự hào của nhà họ Tần. Tần Ngọc đáp, ở phương diện này, thiên phú của chị vẫn luôn hơn em, vĩnh viễn em cũng không thể nào bằng chị được. Ha ha, trước đây chị cũng từng nghĩ như vậy, chị cũng cho rằng em kém xa chị, cho đến khi chị nhìn thấy một sự thật từ trận chiến ở thành Thải Vân. Tần Ngọc cười khẩy tiếp lời, sự thật gì, đạo sát phạt của chị căn bản là chẳng có bất kỳ giới hạn nào. Phá quân quả thực không có giới hạn, trong trận chiến ở thành Thải Vân, mọi người đều cho rằng bà ấy nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một ngày. Tuy nhiên, bà ấy lúc đó đã hợp lực cùng với đạo tổ, thề chết bảo vệ thành Thải Vân trong 7 ngày 7 đêm, cho đến khi tất cả ma thú bị giết sạch, sau đó mới gục xuống vì kiệt sức. Nếu như lúc đó ma thú vẫn chưa bị tiêu diệt hết, liệu phá quân còn có thể tiếp tục kiên trì được nữa không? Về vấn đề này, đạo tổ đã từng đưa ra đáp án. Khi phá quân xem cái chết nhẹ tựa lông hồng và hạ quyết tâm chiến đấu tiêu diệt kẻ thù, đến tử thần cũng phải chùn bước. Nói cách khác, nếu lũ ma thú còn chưa chết hết, thì phá quân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tiềm năng của bà ấy khi ở nhân gian lúc đó là vô hạn. Em gái thân yêu của ta ơi, chữ quyết không có nghĩa là cha đã lạnh nhạt em, mà là vì ông đã đặt niềm hy vọng lớn nhất của mình vào em. Thịnh quá át suy, thịnh quá át suy, nguyệt mãn tắc huy sao. Sự khiếm khuyết trong từ quyết chính là nguyên do để em mạnh lên. Tần Ngọc tiếp tục giải thích, sao hưng thịnh quá thì sẽ suy tàn, trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết. Chị vì thế mà hận ta ư, không, em gái yêu quý của chị ơi. Sau khi cha mất, em chính là người thân duy nhất của chị trên nhân gian này, làm sao chị có thể ghét em vì điều này chứ? chị hận em không phải vì thành tựu sau này của em sẽ lớn hơn chị mà hận em là vì sự quyết đoán vô tình của em quyết không chỉ tượng trưng cho sự vô hạn mà còn tượng trưng cho sự quyết đoán người xưa có câu đối với người tuyệt tình thì phải quyết liệt ngược lại thì phải hòa hoãn tức có nghĩa là cho đi ngọc quyết đồng nghĩa với việc chặt đứt mọi tâm tư ân đoạn nghĩa tuyệt chẳng còn qua lại nữa mà ngọc hoàn sao tượng trưng cho sự hoàn hảo tượng trưng cho tình yêu lâu bền và trọn vẹn như thuở ban đầu Sao vòng ngọc, em vì một người đàn ông mà phản bội nhà họ Tần, em có biết chị đau lòng đến thế nào không? Tần Ngọc lớn tiếng hỏi phá quân, ta tưởng khi ta rời đi rồi thì chị sẽ vui vẻ. Phá quân đáp lời, đúng vậy, nếu em ở lại Tần ra, chỉ khiến cho chị càng thêm áp lực, chị cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhìn thấy em càng ngày càng lớn mạnh, chị thừa nhận là chị đố kỵ với em. Nhưng, em đã quên một điều, là gì? Phá quân hỏi, chị là chị gái của em và chị yêu em hơn bất cứ điều gì, khi Tần Ngọc nói ra những lời này, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, trầm mặc không lời. Trong trận chiến thần linh 3.000 năm trước, phá quân có được lực chiến của đạo tổ, nhưng lại không có cảnh giới của đạo tổ, nguyên nhân thực sự không phải là do cô không đủ ngộ tính, tu vi còn thiếu. Mà là do cô ấy chưa dứt duyên trần, nhân quả chưa cắt đứt. Mà một mối duyên trần này lại là với người em song sinh tần ngọc của bà ấy. chương 1486, Bổ Ngọc Vi Hoàn 2 có người trong hồng trần còn đang gọi tên bà ấy khiến bà không thể siêu thoát đương nhiên không thể hóa thân thành đạo đi vào hư không vũ trụ để tìm độn khứ đích nhất tại sao chị lại lựa chọn thời điểm này nói với em những lời như vậy phá quân im lặng một hồi rồi hỏi ha ha em đúng là không hề thay đổi chút nào vẫn lạnh lùng như trước kia đã vào lúc này rồi còn nghi ngờ động cơ của chị em có biết không khi chị nghe nói em vì một người đàn ông mà phản bội nhà họ tần chị còn tưởng rằng mình đang nghe thấy một câu chuyện cười chứ Mãi đến khi em sách đao xuống MT, sau khi thân hóa hy di, chị mới tin em đã thực sự rung động rồi. Nói cho chị biết đi, em, người đàn ông đó có gì tốt? Anh ấy không tốt, không tốt chút nào. Phá quân nói, nếu đã không tốt, vì sao em lại cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả vì hắn ta, phản bội chính gia đình mình, ngay cả sinh tử cũng chẳng quan tâm. Trước đây trong mắt em chỉ nhìn thấy chiến tranh và sát phạt. Sau khi quen biết anh ấy, em mới nhận ra giữa sự sống và cái chết có sự dịu dàng, Cát Bộ Chiến Trường cũng có thể giống như một cơn gió xuân. Anh ấy giống như một mảnh ngọc mà em đang thiếu, sinh mệnh của em cũng vì có anh ấy mà viên mãn. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn ta không phải mảnh ngọc khuyết đi của em, cuộc đời của em cũng không vì có hắn ta mà trở nên trọn vẹn, ngược lại hắn đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời em. Có lẽ tên của em đã định sẵn cuộc đời em sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn. Trong thời gian hai người nói chuyện, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn chẳng bao lâu nữa thì sẽ bước vào lĩnh vực cấm kỵ năm trượng của thần linh phá quân trong tay có một thanh đao lưỡi dao chĩa vào tần ngọc thứ tần ngọc đang cầm trong tay lại là một ngọn thương cây thương là vua của binh khí kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc trong lĩnh vực cấm kỵ của thần sự sống và cái chết đều trên bờ vực bùng phát một khi bước chân vào lĩnh vực này dù là tần ngọc hay phá quân đều phải chịu trách nhiệm về sự sống chết của chính mình ma đạo đã chọn em thiên đạo chọn chị chị em chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, trận chiến đấu hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Tần Ngọc nói, chị yên tâm, em sẽ không thương xót chị, chỉ có đánh bại chị, em mới có thể đối mặt với thiên đạo. Chị cũng tin tưởng em sẽ không nhân từ, cho nên nếu chị chết ở chiến trường, hy vọng em sẽ hứa hẹn với chị một chuyện. Chuyện gì thế? Phá Quân hỏi, ngàn vạn lần đừng vì chị mà. Tần Ngọc chỉ nói được nửa câu, liền đột nhiên bộc phát sát ý, nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ của thần. Phá Quân quả quyết đến thế nào chứ? Bà ấy cầm đao lướt tới, chặn được ngọn thương của Tần Ngọc, sau đó tiến lên một bước, một đao đâm vào Tần Vũ. Chỉ nghe một tiếng phịch, lưỡi đao dài và hẹp đâm vào phần tim Tần Ngọc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thanh đao của Phá Quân không chỉ có thể chém nứt sinh cơ mà còn có thể chém nát thần hồn ngay lập tức. Sinh cơ của Tần Vũ đột nhiên khô héo, hồn phi phách tán. Nhất định không được vì chị mà rơi nước mắt nhé, quyết, một phòng ngọc có lỗ hồng, bây giờ Tần Ngọc dùng cái chết của mình để bù đắp vào vòng ngọc chưa hoàn chỉnh đó. Từ đó trở đi, trên thế giới không còn có người nào tên Tần Quyết. Chỉ còn lại Tần Hoàn, cùng với tiếng thét thê lương của phá quân, ảo ảnh về tòa thành lầu thứ ba cũng biến mất. Một khắc sau, bà ấy ôm thi thể Tần Ngọc đi tới trước mặt Thùy Họa. Thùy Họa, ta xin ngươi dùng uy lực của Thái Sơ Tử Thần, phong ấn ký ức của người phụ nữ này trong hắc hải của ta. Phá quân nói, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, bởi vì hai người là hai cá thể, hoàn toàn không phải là cùng một người. Ha ha, có lẽ bọn ta là cùng một người. chương 1487, sự bí ẩn của hư không một. Trận chiến ở thành quan của phá quân trong tâm trí tôi vẫn còn rất sống động, khi nghe bà ấy nói muốn phong ấn ký ức của Tần Ngọc vào trong thức hải của bà, lòng tôi bỗng cảm thấy xót xa. Đạo tàng không viết gì nhiều về phá quân, các đệ tử ma đạo cũng chẳng biết được gì nhiều hơn. So với phá quân, người chị song sinh này của bà thực sự không để lại dấu ấn gì trong nhân gian cả, nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được nhân gian lúc đó vẫn còn đang trong thời kỳ hỗn loạn người quỷ bất phân đạo môn cũng vừa mới xuất hiện người thiện chiến thì không có công lao hiển hách cũng khó trách tại sao tần ngọc không để lại dấu vết của mình ở nhân gian gian mà phá quân trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ là vì bà ấy là vị tướng sát phạt chinh chiến của ma đạo xét về mưu lược binh pháp cùng sự sát phạt thì tần ngọc mạnh hơn tần quyết nhưng nói danh tiếng thiên hạ vang danh đến muôn đời thì bà ấy làm sao có thể sánh được với tần quyết mang danh phá quân của ma đạo được. Mà hiện giờ thì Tần Ngọc đã không còn, cuộc tranh giành giữa Ngọc Quyết đã không còn có thể phân định thắng thua nữa. Chữ Quyết nghĩa là không có giới hạn, nhưng chữ Ngọc Há chẳng phải là một dạng viên mãn khác sao. Thỉnh cầu cuối cùng của Tần Ngọc là không muốn để phá quân rơi nước mắt vì bà ấy, nhưng khi phá quân ôm chặt xác của bà bước về phía Thủy Họa, nước mắt sớm đã trải dài trên đôi má trắng nõn và lạnh lùng kia. Sợ rằng là khi đạo tổ thân tử đạo tiêu, phá quân cũng chẳng có nhiều nước mắt để rơi như vậy. Cái chết của một số người có thể được đền đáp bằng mạng sống, trong khi cái chết của một số người lại định sẵn sẽ đền đáp lại bằng nước mắt. Vì vậy, phá quân có thể vì đạo tổ mà vác đao xuống MT, nhưng chỉ có thể vì tần ngọc mà âm thầm rơi lệ. Bởi vì phá quân không nợ đạo tổ nên trong tình yêu cũng ẩn chứa sự hận thù, cũng chưa bao giờ nợ ông ấy chút tình cảm nào. Ngược lại, bà ấy lại nợ tần ngọc rất nhiều, nợ nhà họ tần rất nhiều. Bao nhiêu yêu hận tình thù, bao nhiêu sự sống và cái chết cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngọc quyết gặp nhau trăng tròn rồi khuyết nhân sinh trường hận thủy trường đông sao sao nhân sinh ai cũng có mối hận giống như sông sẽ chảy mãi về phía đông tầng lầu thứ năm của thiên đạo đã bị hủy diệt cho phép chúng ta vượt qua chướng ngại thứ nhất tiến vào thiên đạo tri quốc tuy nhiên khi chúng tôi băng qua trùng trùng núi non cùng biển mây đằng đẵng đến được vùng đất mù khơi những gì đập vào mắt chúng tôi là một khung cảnh của ngày tận thế cầu lửa từ trên trời rơi xuống mặt đất bốc cháy trong làn khói dày đặc những vết nứt ở vực thẳm giống như vết thương bị nổ tung của một ác ma. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh cháy khét, cùng màn sương mù chết chóc làm xuất hiện ảo giác. Trong biển lửa luyện ngục, có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của các thiên sứ và tiếng gầm thảm thiết của ác quỷ. Khung cảnh thê thảm khốn cùng còn đáng sợ hơn cả huyết hải phù đồ ở MT. 18 tầng địa ngục của MT hành hạ sinh hồn và lệ quỷ của chúng sinh trong lục đạo luân hồi, mà người bị hành hạ ở đây chính là các thiên sứ và thần linh vốn cao cao tại thượng thiên tôn như sâu bọ, đạo tổ như cát bụi, thần ma là nô bộc, thần vương là tôi tớ. Tôi nhìn thấy kim giáp cự nhân, lê những bước chân tựa như sấm rền săn lùng chúng thần trong màn khói loạn lạc rực cháy. Chúng thần linh vượt trội hơn tất cả chúng sinh bây giờ lại trở thành con mồi yếu ớt, hoảng sợ bỏ chạy, kêu la không ngừng. Đột nhiên, một thiên sứ cánh trắng bay về phía chúng tôi, với ánh mắt tuyệt vọng, cô ấy phát lên tiếng hét cầu cứu, nhưng trước khi cô ấy kịp bay đến thì bỗng nhiên, một kim giáp cự nhân từ phía sau đã lao tới chương 1488, sự bí ẩn của hư không hai Hai cánh tay to lớn nắm lấy đôi cánh của thiên sứ và dùng lực xé chúng ra, cơ thể của thiên sứ cánh trắng đã bị xé thành hai nửa. Tên khổng lồ ném xác thiên sứ xuống đất, khoét lấy trái tim của thiên sứ rồi cho vào cái miệng khổng lồ đang há to để nuốt chừng, sau đó dẫm lên cơ thể đã tàn tật của thiên sứ cho đến khi nó bị nhìn nát thành một vũng bọt khí hòa trộn giữa bụi đất và máu huyết. Trên bầu trời thấp hẹp kia, thỉnh thoảng lại thò ra một con mắt khổng lồ trông rất đáng sợ đôi mắt khổng lồ phát ra ánh sáng, tỏa ra tàn niệm khiến người khác phải dùng mình, chúng thở ơ quét qua vùng đất hoang tàn của ngày tận thế này, không buông tha bất kỳ sinh vật nào đang vội vã chạy trốn, mặc cho chúng là kẻ phản bội thiên quốc hay là những tôi tớ trung thành nhất của thiên đạo. Trong dòng chảy thiên cổ không thể đếm xuể kia, không biết bao nhiêu thần linh và cao thủ đã bị thiên đạo dùng sự trường sinh để dụ dỗ, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ hầu người hạ trung thành nhất của thiên đạo chỉ mong có thể tiến vào thiên đường. Nhưng bây giờ, cái gọi là thiên đường đã trở thành một địa ngục thực sự. Cuộc săn lùng vẫn tiếp tục, cả thiên sứ và ác ma đều không thể thoát khỏi số phận bị diệt trừ. Mà người đứng sau tất cả những chuyện này chính là Thiên Đạo. Thật không ngờ rằng trước khi Thiên Đạo hủy diệt thế giới, ông ta lại hủy diệt quốc đô của bản thân mình trước hết. Tôi thả thần niệm của mình đi xa hơn vào vùng nội địa của Thiên Quốc và cảm nhận được một luồng sát khí quân uy trước đây chưa từng có. 12 thành phố biên giới của thiên quốc đang tập hợp ở phía xa kia, luồng sát khí quân uy này cũng chính là do họ giải phóng ra. 12 thành phố biên giới, mỗi một thành đều có ngàn vạn quân binh. Khi 12 biên thành, toàn bộ được kết nối lại với nhau, chúng sẽ là bức tường thành vững chắc nhất trong vũ trụ ở mọi thời đại. Thế nhưng, đằng sau 12 thành phố biên giới không phải là vương tỏa của thiên đạo, thứ mà đại quân tập trung bảo vệ lại là một lốc xoáy bí ẩn và nguy hiểm đang lơ lửng giữa đất trời nơi nội địa thiên quốc. Lốc xoáy chậm chậm xoay tròn, tối tăm không thấy điểm cuối, như có thể nuốt chửng các vì sao trong vũ trụ, tiêu diệt vạn cổ. Những sinh vật bị kim giáp cự nhân tiêu diệt như thần tộc, ác ma, thiên sứ, dị linh, toàn bộ đều bị ném vào lốc xoáy lo lớn kia. Mỗi khi có một sinh mạng rơi vào đó, tốc độ quay của lốc xoáy bí ẩn sẽ tăng thêm một đơn vị. Mãi cho đến nay, không ai biết là nó đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh, mà tốc độ của lốc xoáy vẫn cứ rất chậm. Nó vừa giống như cái miệng ham ăn vô độ của một con quái thú tai hại, không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống bên trong nó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? A Lê bối rối hỏi. Thiên đạo đang tự tay hủy diệt quốc đô của ông ta. Thùy họa lạnh lùng trả lời. Tại sao ông ta lại phải làm vậy? A Lê hỏi lại. Ở nơi đó, ngươi có thể nhìn thấy được điều gì? Thùy họa chỉ vào khoảng không ở nơi xa, hỏi A Lê. Nhìn thấy đại quân tập hợp, 12 quân biên thành đang tập hợp lại thành một, tạo thành một bức tường thành kiên cố khó có thể phá hủy vượt qua sức mạnh sát khí quần huy vô biên kia ta còn nhìn thấy một vòng xoáy thần bí nhìn thấy kim giáp cự nhân săn lùng các sinh linh rồi ném vào trong vòng xoáy đó a lê nhìn chằm chầm vào khoảng hư không xa xôi và chậm rãi đáp sau khi nghe những gì a lê nói thùy họa chuyển sự chú ý sang đạo thần đạo thần người có biết nguồn gốc của lốc xoáy to kia không ta không biết nguồn gốc của vòng xoáy đạo thần tự xưng là toàn năng cũng phải lắc đầu nói tạ lan còn anh thì sao thiên đạo không phải là bổn tôn của hư không đại quân mà chỉ là hình phản chiếu của ông ta anh đoán vòng xoáy có lẽ có quan hệ với bổn tôn hư không đại quân tôi đáp tôi từng nghe thời không đại quân nhắc qua vì vậy tôi ngay lập tức liên tưởng chuyện này đến hư không đại quân anh nói không sai lốc xoáy lớn báo trước sự kết thúc của ván cờ thời điểm kết thúc của ván cờ là lúc hư không đại quân hiện thân thùy họa nói làm thế nào mà em lại biết những điều này tôi hỏi đừng quên em là tử thần, ý chí vong hồn ngập trời này đã nói đáp án cho em biết. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? A à, Lê hỏi, 12 quân đội biên thành không phải là thứ mà chúng ta có thể đột phá được, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi. Đợi Nam Hoa, đợi Côn, đợi chúng sinh lục đạo tam giới. chương 1489, Nguyên Duệ hiện thân. Cảnh tượng như ngày tận thế vẫn đang diễn ra, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như châu chó. Xem ra hắn thật sự quyết tâm tận diệt sinh linh ở thiên quốc nhìn tình huống này tôi không khỏi nghĩ tới quang thiên sứ đã chết vừa nghĩ tới cô ấy lòng tôi cũng nhói đau nếu quang thiên sứ ở đây cô ấy sẽ cảm thấy thế nào anh đang nghĩ gì vậy thùy họa hỏi anh nghĩ tới quang thiên sứ đã qua lâu vậy rồi sao đột nhiên anh lại nghĩ tới cô ta anh cũng không biết tạ lan anh có biết nghĩ tới một ai đó cũng là một điểm báo nhất là loại suy nghĩ vô duyên vô cớ thùy họa anh chỉ đơn thuần nghĩ tới cô ta thôi thật sự chỉ đơn thuần nghĩ tới cô ta. Vậy sao anh lại cau mày? Tạ Lan, anh chớ có dấu em. Anh vừa nghĩ tới cô ta liền cau mày, chứng tỏ giữa anh và cô ta vẫn còn liên hệ nhân quả chưa cắt đứt được. Ở vực thảm hư không, anh tự mình diệt ngọn lửa linh hồn của cô ta. Cái chết có lúc chỉ là huyễn hoặc, có người phải chết rồi mới có thể tái sinh. Nghe lời Thùy Họa nói càng khiến lòng tôi thất lại, tôi nghĩ tới thánh hỏa bùng cháy dữ dội trong mắt Kiêm Hà. Khi Kiêm Hà rời đi, cô ấy từng nói với tôi rằng, sâu thẳm trong linh hồn của cô ấy có thêm một người nữa thùy họa ý của em là quang thiên sứ có thể tái sinh có lẽ nếu quang thiên sứ tái sinh kiêm hà thì phải làm sao việc này vốn dĩ nên giao cho em xử lý bây giờ kiêm hà đã dùng linh hồn để làm mục tù giam giữ quang thiên sứ vĩnh viễn em vĩnh viễn không còn cơ hội can thiệp kiêm hà thương tâm trước sự hủy diệt của ma giới đã dùng linh hồn làm mục tù giam cầm quang thiên sứ cũng giam cầm trái tim của mình đây là lựa chọn của riêng cô ấy chúng tôi hoàn toàn không thể can thiệp. Em có linh cảm, quang thiên sứ nhất định có thể thoát khỏi lồng giam. Thùy Họa nói, Thùy Họa, anh không muốn kiêm hà xảy ra chuyện, em cũng không hy vọng chuyện đó. Nhưng những gì chúng ta làm bây giờ đều vô ích, trận chiến với thiên đạo sắp tới, chuyện của cô ấy chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Có một điều mà anh có thể yên tâm, quang thiên sứ sẽ không phá hủy lồng giam. Tại sao? Bởi vì quang thiên sứ là hy vọng của thiên đạo, trừ phi việc triệu hoán hư không quân thành công, Thiên đạo tuyệt đối di chuyển quân cờ này, chúng tôi chờ đợi rất lâu, cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Bạch Thắng Tuyết và Đạo Thần có rất nhiều điều để nói, đều tránh vào trong Vân Hải. A à, Lê cầm roi linh hồn, cùng với Tiễn Tương Tư được rút ra nhưng vẫn chưa bắn. Trong lòng cô ấy đang nghĩ tới chàng thiếu niên của mình, từng một thời tuổi trẻ anh hùng, thiếu nữ trẻ trung. Giờ đây anh hùng đỉnh thiên lập địa viết lên bản bi ca, thiếu nữ cũng từng trải qua sinh tử để sướng lên bản giao hưởng định mệnh. Có câu, tình yêu dấu cách núi cách biển, núi biển vẫn có thể tới bên nhau. Hơn nữa, trận chiến với Thiên đạo trước mắt còn chưa phân thắng bại, A Lê và Ngạo Phong sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể canh chừng nơi Vân Hải hư không. Phá Quân không có nhiều cảm xúc, sau khi phong cấm ký ức của Tần Ngọc, chấp niệm của bà với Ma đạo tổ sư cũng phai nhạt đi nhiều. Bà chưa từng nợ đạo tổ bất kỳ điều gì, bà đã làm tất cả những điều cần phải làm và cho đi những điều có thể cho đi giờ bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mãi tiến về phía trước và sống cùng ký ức của tần ngọc chỉ có sống sót mới có thể xoa dịu tâm nguyện của người đã khuất phá quân chưa từng rơi lệ cũng từng lệ rơi đầy mặt thì còn điều gì không thể thay đổi may mắn là tôi và thùy họa lúc này vẫn còn gắn bó với nhau nhưng điều này không có nghĩa là tình yêu của chúng tôi quý giá hơn và sự bảo vệ của chúng tôi mạnh mẽ hơn mà chúng tôi lại cho là mình có đủ may mắn tạ lan em nhớ họ thùy họa trầm giọng nói anh cũng nhớ Tôi nói, chúng ta là người một nhà, con của anh là con của em, người yêu của anh là chị em của em. Nên em phải giúp anh, cùng nhau chống đỡ gia đình này. Đương nhiên, anh cho là em thật sự nhỏ nhen vậy sao? Trước đây Kiêm Hà đã phải chịu uất ức không ít dưới tay em. Ha ha, ai dạy cô ấy thành ma nữ ấy nhỉ? Không thể không phòng, nguyên duệ thì sao? Cô ấy có xuất thân đạo môn chính tông, cũng không thấy em thân thiện chút nào. Ai dạy Chiến Thần và Tử Thần phải đối chọi gay gắt là thù cũ ấy nhỉ? Không nói lại em, nói chung là em nói có lý. Ai bảo anh cưới em trước, nếu đã là chính thất, giúp chồng dạy con, nghĩa bất sung từ. Có chuyện này anh đã nghĩ từ rất lâu, nếu anh gặp Nguyên Duệ và Kiêm Hà trước, sau đó mới gặp em thì sẽ thế nào? Ha ha, tạ lan, nếu như anh quen biết em cuối cùng, em có thể thờ với trời, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ động tình với em. Thùy Hòa cười lạnh nói, tại sao, anh cho em là thứ không biết xấu hổ sao? Này sinh quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, loại chuyện này Lâm Thùy Họa em không thể làm được. Lời Thùy Họa vừa nói ra, không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Sau đó, một luồng thần quang từ xa vạn giảm chiếu tới bên này. Ánh sáng như đuốc, mang theo sức mạnh thiêu đốt vạn vật. Tôi lập tức nhận ra nguồn gốc của luồng thần quang này, đó là luồng thần quang hỗn độn bao trùm mọi thứ. Hỗn độn thần quang xuất hiện, Nguyên Duệ rất nhanh cũng theo sau, cùng với cô ấy là hai thánh thú thái M.U. Huỳnh và Thái Dương Trúc Chiếu, Nhìn thấy hai thánh thú, cảm xúc tôi hỗn độn, tôi chỉ có thể thầm than, rằng điều gì tới cũng phải tới, tạ mặc tạ lăng sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận của mình. May mắn thay, sau khi thức tỉnh huyết mạch thánh thú, chúng vẫn thuộc về ma đạo. Nguyên Duệ, em tới rồi. Tôi chào hỏi với Nguyên Duệ, nhưng cô ấy lại nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt tức giận bước tới trước mặt Thùy Hỏa, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lâm Thùy Hỏa, cô vừa mới nói ai không biết xấu hổ. Thùy Hỏa theo bản năng muốn phải bác, nhưng biết mình đối lý hừ lạnh quay đầu đi. Ha ha, vu khống sau lưng, hành vi tiểu nhân. Cô muốn đánh, côn bằng sắp xuất hiện, đại chiến trước mắt, tôi không muốn tranh cãi với cô, nhưng lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nguyên Duệ nói, chỉ dựa vào hỗn độn thần quang của cô, Thùy Hòa khinh thường nói, hỗn độn thần quang đương nhiên không thể làm gì được tử thần cao cao tại thượng. Nhưng tôi nghĩ con của tôi nhất định sẽ không muốn nhìn thấy mẫu thân của mình chịu nhục. Như đáp lại lời của Nguyên Duệ, U Huỳnh và Trúc Chiếu chừng mắt nhìn Thùy Họa, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau khi thức tỉnh huyết thống của thánh thú, hai thánh thú chỉ nhận Nguyên Duệ là mẹ của mình, ngay cả người cha là tôi cũng không còn được chúng đặt vào mắt nữa. Bị hai thánh thú nhìn chằm chằm, Thùy Họa cuối cùng cũng nhượng bộ. Mặc dù Thái Sơ Tử Thần từ thời vạn cổ được mệnh danh là đệ nhất trí tôn dưới chướng thiên đạo, nhưng nếu cô ấy và hai thánh thú đối địch, đương nhiên không thể so sánh ngang hàng. Không vì gì cả, vì hai thánh thú đã từng nổi tiếng ngang với các vị thần vĩ đại. chương 1490, quyết chiến bắt đầu một Nguyên Duệ xuất hiện ở đây, có nghĩa là lực lượng cuối cùng của Thái Cổ Tam Giới cũng tới để đối mặt với thiên đạo. Không lâu sau, các vị thần minh và dũng sĩ thần giới cũng xuất hiện nơi Vân Hải. Hai thánh thú trở về trận doanh, thành thế đội quân thống nhất của Nguyên Duệ. Sức mạnh bóng tối thuộc về U Huỳnh, sức mạnh bóng tối thuộc về Trúc Chiếu. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Tạ Mặc và Tạ Lăng tôi đã nợ chúng rất nhiều nhưng giờ chúng đã thức tỉnh huyết mạch thánh thú ngay cả cơ hội bù đắp cũng không còn nữa nguyên duệ chúng có thể quay lại được không tôi hỏi số phận của chúng nằm trong tay thiên đạo nếu thiên đạo bại trận tạ mặc tạ linh tự khắc sẽ trở về ừm thái cổ tam giới chỉ còn lại thần giới nguyên duệ đã tới trước cùng chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của chúng sinh tam giới lục đạo trong thời gian chờ đợi nguyên duệ và phá quân gặp nhau chúng tôi cùng nhau thảo luận về bố cục của thiên đạo và trận chiến sắp sửa nổ ra dưới khung cảnh ngày tận thế cong xoáy khổng lồ vẫn quay chậm rãi nặng nề cự nhân kim giáp không ngừng cuồng sát các vị thần rồi đưa vào trong đó nhưng dù có đưa vào bao nhiêu cũng không thể tăng tốc tốc độ quay của vòng xoáy lúc này sinh linh của thiên quốc đều bị truy lùng cuồng sát toàn bộ dựa theo tốc độ quay hiện tại chỉ cần triệu hồi hình dạng thật sự của hư không quân tới là không đủ hiến tế còn lâu lắm mới đủ thiên đạo không thể chịu hồi hư không quân tới vũ trụ của chúng ta nguyên duệ suy nghĩ một lát rồi nói quả thật là chưa đủ nhưng cô đã bỏ qua thiên đạo thập nhị thành thùy họa nói